Chào mừng bạn đến với kênh Holic Audio. Mời bạn tiếp tục theo dõi bộ truyện trọng sinh chi nữ tướng tinh, chuyển thể thành phim cầm nguyệt như ca của tác giả Thiên Sơn Trà Khách. Hãy để lại bình luận nếu bạn muốn kênh làm về chuyện hay sách nào nhé. chương 216, Vì ngươi mà đến. Ánh trăng chiếu sáng trên mặt tuyết, tạo nên những giải ánh sáng lung linh, hai người đứng đối diện nhau. Không cần che giấu. Hỏa Yến nhìn vào thanh kiếm ẩm thu trong tay, Đến giờ nàng mới nhận ra thanh kiếm này nặng đến mức nàng khó có thể cầm nổi. "Khi nào anh biết?" nàng nhẹ giọng hỏi. "Ngũ mẫu của Hạ Uyển Như, tôi đã tìm ra bà ấy." Tiêu Giác trả lời. Hỏa Yến bỗng ngẩng đầu nhìn hắn. Thần sắc của hắn vẫn bình tĩnh như trước, như thể đang nói về một chuyện nhỏ không quan trọng. Trong lòng nàng dâng lên vô vàn cảm xúc phức tạp, chua xót, bối rối, lo lắng, cuối cùng tất cả hóa thành một tiếng thở dài nhẹ nhõm xin lỗi hỏa yến cố gắng để mình trông nhẹ nhàng hơn ta không cố ý lừa anh nhưng vì sao lại lừa dối ngay cả nàng cũng không thể đưa ra một lý do hợp lý tiêu giác cúi xuống nhặt hai mảnh kiếm bị gãy trên mặt đất trước đó thanh kiếm của hắn đã bị hỏa yến chém đứt làm đôi hỏa yến lặng lẽ nhìn hắn hành động đợi khi hắn xoay người đứng lên mới hỏi anh đã biết hết mọi chuyện rồi không sai biệt lắm ánh mắt tiêu giác vẫn bình thản em chính là vợ quá cố của hứa chi hằng, và cũng là hòa như phi đeo mặt nạ. Hai từ. Vợ quá cố. Vừa thốt ra, lòng hòa yến liền chấn động mạnh, dường như điều nàng không muốn nhất là bí mật này bị vạch trần, khiến nàng cảm thấy vô cùng khó xử. Nàng đã dũng cảm đối mặt với muôn vàn binh mã trên chiến trường mà không hề e ngại, nhưng khi đứng trước người này, ngay lúc này, nàng lại muốn rút lui. Nhưng nàng không thể trốn chạy, đã bị phát hiện thì phải đối mặt dù có đầy âm mưu và tính toán hay không nhìn thấy tương lai phía trước đúng vậy hỏa yến nói ta chính là hòa yến cũng là hòa như phi đồng môn của anh ánh mắt tiêu giác khẽ dao động một lát sau hắn hỏi tại sao nàng lại trở thành con gái của giáo úy cửa thành nếu anh đã tìm được tần ma ma chắc anh cũng biết ta đã chết như thế nào hỏa yến cười khổ nhìn về phía không xa những giọt băng trên cây như những giọt nước mắt rơi xuống sau khi chết, khi tỉnh lại, ta đã là hòa yến của hiện tại. Có lẽ ông trời thấy ta đáng thương, nên cho ta một cơ hội. Hòa yến nhún vai. Chuyện quái lạ này, dù ta có nói ra, cũng không ai tin, có khi còn bị cho là đang nói bậy. Nhưng nếu anh đã tìm được ta, chắc anh tin chuyện này. Tại sao nàng lại muốn trao đổi thân phận với Hòa Như Phi? Hòa Yến ngẩn người, ánh mắt sáng rõ trước đây giờ đã mờ mịt, hiện lên vẻ bối rối. Tiêu giác, không ai có thể tự quyết định vận mệnh của mình từ khi sinh ra ta cũng vậy khi nhận thức được mình ta đã là hòa như phi nàng chậm rãi nói ta chỉ biết là anh trai ta không sống được lâu nếu ta không làm hòa như phi tước vị của hòa gia sẽ bị thu hồi nên ta phải sống dưới danh nghĩa hòa như phi để tồn tại lúc đó ta còn quá nhỏ không chấp nhận số phận này nên ta rời khỏi hòa gia đến phủ việt quân kiếm quân công đợi phong thưởng ta không ngờ anh trai mà ta nghĩ sẽ chết sớm lại không chết, thậm chí còn khỏe mạnh. Khi ta trở lại kinh thành, mọi thứ trở về như cũ. Anh ấy lại là Hòa Như Phi, ta lại là Hòa Yến, mọi chuyện rất tốt. Mọi chuyện như vậy không có gì là không tốt, dù lúc đó ta cảm thấy hơi thiệt thòi, nhưng đó là kết cục tốt nhất mà ta có thể nghĩ đến. Dù là Hòa Như Phi hay Hòa Yến, đều có thể toàn thân trở ra. Hòa Yến hơi ngừng mặt lên, như muốn tìm nén những giọt nước mắt nàng cười nói. Hòa Như Phi là phi hồng tướng quân nổi danh, còn Hòa Nhị Tiểu Thư chỉ là một người bệnh tật, đến tuổi có thể mượn danh Hòa Như Phi để tìm một cuộc hôn nhân tốt, mọi chuyện kết thúc ở đây. Có lẽ họ sợ ta tiết lộ bí mật, làm liên lụy cả Hòa gia, nên không tin tưởng ta, vì vậy sau đó muốn giết ta. Hòa Yến cười tự diễu. Đây cũng là sự trừng phạt của ông trời dành cho ta. Người phản kháng vận mệnh cuối cùng bị vận mệnh gạt bỏ nếu năm đó nàng ngoan ngoãn ở hòa gia làm hòa như phi không ra chiến trường không tranh công không làm phi hồng tướng quân có lẽ đến thời gian nào đó nàng và hòa như phi sẽ trở về vị trí cũ cũng không đến nỗi mất mạng thế nhưng nếu có ai hỏi nếu có thể quay ngược thời gian liệu nàng có rời khỏi hòa gia nữa không hòa yến nghĩ có lẽ nàng vẫn sẽ rời đi chính vì đi trên con đường khác biệt hoàn toàn với vận mệnh đã định nàng mới nhận ra trong thế gian rộng lớn pháo hoa rực rỡ hoàn toàn khác với việc bị giam cầm trong bốn bức tường đôi mắt của em là người hòa ra làm mù hòa yến ngắt lời hắn nhưng họ không ngờ rằng sau đó ta vẫn có thể sống tốt dù không dùng mắt tất cả nhờ vào anh nàng mỉm cười anh hôm đó nói chuyện với ta ở ngọc hoa tự ta nhớ kỹ dù có làm mù ta cũng muốn trở thành người mù khác biệt nhất hơi thở của tiêu giác hơi nặng nề lời hắn nói khi ấy không phải để tổn thương hỏa yến. Nếu nàng cứ như vậy là một người mù, mất đi uy hiếp đối với hòa gia, có lẽ nàng đã bảo toàn được mạng sống. Chính vì nàng không chấp nhận số phận, mới khiến người hòa gia bất an, dẫn đến việc họ muốn cướp đi sinh mạng nàng. Tiêu giác, anh không nên tự trách. Hỏa Yến dường như nhìn thấu suy nghĩ của hắn. Ta không hối hận về lựa chọn của mình lúc đó. Nếu không gặp anh, ta đã không có cả dũng khí để sống có lẽ vào đêm trung thu ở Ngọc Hoa Tự, trên đời này đã không còn người tên Hòa Yến. Vận mệnh tàn khốc, nhưng cũng huyền diệu, mỗi lần lựa chọn tưởng chừng như tình cờ, lại tạo ra kết quả khó lường. Bây giờ nàng trở thành con gái của Hòa Tuy, không còn là người mù loà, cố nhân lần lượt xuất hiện trước mắt, không biết nên tiếc nuối hay may mắn nhiều hơn. Ta là Hòa Yến, ta cũng là Hòa Như Phi. Nàng khẽ mỉm cười. Sau khi tỉnh lại, tình cờ vào trại tân binh của Lương Châu Vệ, việc ta muốn kiến công lập nghiệp không phải giả, bởi vì chỉ có đứng cùng độ cao với hòa như phi, ta mới có thể vạch trần lời nói dối của hắn. Ta một mình không sao, nhưng vì ta, hòa như phi đã hại chết nhiều người vô tội, điều này không thể tha thứ. Những gì nợ ta, ta sẽ tự mình lấy lại. Bây giờ ta trở thành vũ an hầu, có năng lực đối kháng với hắn. Những gì ta phải làm sau này cũng là những việc như thế. Xin lỗi tiêu giác, ta không cố ý lừa dối anh chỉ là có những việc nếu nói ra không tránh khỏi hoang đường có lẽ ta nhát gan không biết đối mặt với anh như thế nào em luôn lừa dối ta hắn nói hỏa yến ngón tay khe cuộn lại hít một hơi thật sâu xin lỗi việc nàng thích ta cũng là dối trá sao hắn hỏi hỏa yến bỗng ngẩng đầu hắn đứng trong gió dáng người thẳng tắp như trước không thay đổi hoặc như trở lại lúc ban đầu mãi mãi không thể chạm đến không có Tiêu giác hờ hững nhìn nàng. Ta không lừa anh. Hỏa Yến ngừng lại một chút, nuốt xuống chua sót trong cổ, rồi tiếp tục nói. Khi ở hiền xương quán làm hòa như phi, anh đã quan tâm đến ta rất nhiều, bôi thuốc cho ta, chỉ điểm kiếm thuật. Trong cuộc đời này, khi làm hòa yến, anh cũng luôn che chở ta. Anh luôn xuất hiện khi ta gặp nguy nan, tiêu giác, trước đây ta đã thích anh, bây giờ, ta càng thích anh hơn. Có những lời một khi nói ra, tất cả lo lắng dường như tan biến, Hỏa Yến hiểu rất rõ, Tiêu Giác là người ghét sự phản bội và lừa dối, điều này liên quan đến chuyện đã xảy ra với Tiêu Gia trước đây. Khi ở Lương Châu Vệ, phát hiện nàng giả nam, anh đã nhạy cảm như vậy. Bây giờ, bí mật lớn hơn của nàng bị vạch trần, đối với Tiêu Giác, từ lúc gặp gỡ đến giờ, tất cả đều là dối trá. Nàng không có quyền yêu cầu Tiêu Giác tha thứ. Ta cũng không thực sự là hòa đại tiểu thư. Nàng hít một hơi thật sâu, cố nở một nụ cười ung dung liên lụy đến anh không phải là điều ta mong muốn ban đầu ta chỉ nghĩ kiếm công lập nghiệp ở lương châu vệ làm trợ thủ đắc lực cho anh không ngờ giữa chúng ta lại đi đến bước này bệ hà đã tứ hôn cho chúng ta không thể từ chối nhưng là nhưng là nàng nhìn tiêu giác anh có thể không cần để việc hôn nhân này trong lòng anh chỉ coi chúng ta như quan hệ hợp tác nếu sau này anh có thích ai đó ta sẽ nói rõ rằng chúng ta chỉ là tình cờ đợi đến thời điểm thích hợp anh muốn giải trừ hôn ước, hoặc bỏ ta, đều không sao. Ánh mắt tiêu giác trở nên lạnh lùng, chậm rãi hỏi lại. Bỏ em. Hỏa Yến giả vờ như không quan tâm và thở dài. Thật ra, kết hôn không có gì ý nghĩa. Đừng nhìn Yến Nam Quang vui vẻ mà nghĩ rằng kết hôn có nhiều điều tốt đẹp. Khi ta gả cho người khác, nếu nói thật, vẫn thấy vui hơn khi chưa xuất giá. Có lẽ, ta hợp với cuộc sống một mình hơn, cả hai cuộc hôn nhân của ta đều chẳng ra sao nàng cười nói đùa khi ngươi rời bỏ ta ta sẽ kết thúc mọi oán thù chỉ một người một ngựa đi khắp giang hồ tốt hơn là sống cuộc sống bình thường của phụ nữ trong nhà chỉ là đáng tiếc cho ngươi nàng như thật lòng lo lắng cho tiêu giác đang yên lành lại không có lý do gì mà cản trở nhân duyên của ngươi tiêu giác lạnh lùng nói hòa yến đừng tỏ vẻ tức giận như vậy hòa yến cười nói người đáng thương tâm là ta khó khăn lừa dối một đoạn tình duyên hết lần này tới lần khác lại bị phơi bày may là ta rộng lượng mọi thứ luôn xua tan khỏi tâm trí hôm nay chúng ta coi như bạn đồng môn bình thường tiêu giác nàng nghiêm túc nói từng chữ cám ơn ngươi dù là quá khứ hay hiện tại nàng cười nhẹ trông như không để ý giống như thiếu niên vô tâm vô tư tại lương châu vệ nhưng chỉ có hỏi yên biết khi nói những lời này mỗi chữ đều như lưỡi dao cắt vào tim nàng rất thích một người đã trải qua rất nhiều với người này tiêu giác mang đến cho nàng sự ấm áp và trân trọng chưa từng có. Nàng nghĩ mình đã nắm được mặt trăng, nhưng thực ra chỉ là hình chiếu dưới nước. Bây giờ tình mộng, nàng nên trở lại con đường của mình. Tình cảm bên trong phải tránh sinh ra tham lam, nhưng nếu không có lòng tham này, có lẽ bây giờ khi chia tay, sẽ không còn khổ sở như vậy. Hỏa Yến nở một nụ cười tươi, suy nghĩ một chút rồi đưa tay về phía tiêu giác. Đây là ẩm thu của ngươi, giờ trả lại cho chủ chàng trai không động đậy mắt đẹp nhìn nàng cảm xúc dâng trào mà hỏa yến không hiểu một lúc sau hắn bước nhanh về phía trước hỏa yến cầm ẩm thu trong tay đưa cho hắn hắn không nhận kiếm một tay hắn nắm lấy tay hỏa yến nhẹ nhàng kéo nàng vào lòng hỏa yến giật mình dưới lớp áo đen lạnh lùng ôm ấp của hắn vô cùng ấm áp giống như một tướng quân dũng mãnh, nhưng có trái tim mềm mại tiêu giác người hỏa yến tựa vào ngực hắn có thể nghe thấy nhịp tim rõ ràng mạnh mẽ, mạnh hơn bao giờ hết, như tỏ rõ tình cảm của chàng trai mà không muốn người khác biết. Nàng ngẩng đầu lên, thấy cái cằm của tiêu giác, hắn một tay giữ eo hỏa yến, ấn đầu nàng vào ngực mình, như để chấn an, hoặc như sợ nàng thoát khỏi sự giam giữ. Thật xin lỗi, cái gì? Giọng chàng trai ẩn nhẫn, khan khan và trầm thấp. Không sớm nhận ra ngươi. Trong nháy mắt, mắt hỏa yến ướt đẫm. Thời gian dài rằng giặc qua đi như nàng đã đi một mình trong đêm tối rất lâu, không ai phát hiện nàng tồn tại, không ai quan tâm niềm vui nỗi buồn của nàng. Không ai xin lỗi, không ai gieo hò, vui vẻ hay đau khổ, bắt đầu hay kết thúc, đều là câu chuyện của một mình nàng. Cho đến một ngày, có người phát hiện nàng. Người duy nhất trên đời này là ánh sáng của nàng, là nơi mọi sự rạng rỡ của nàng phát ra. Uy, ừ. nàng muốn làm không khí nhẹ nhõm hơn. Tiêu Hoài Cẩn, như vậy, ta sẽ không nỡ rời xa." Hắn càng ôm chặt Hòa Yến hơn, nói khẽ vào tai nàng. "Ta đã bỏ qua ngươi hai lần, lần này sẽ không bỏ lỡ nữa." Hòa Yến ngạc nhiên, nàng thoát khỏi vòng tay Tiêu Giác, ngạc nhiên nhìn hắn. "Ta không phải Hòa Đại tiểu thư, ta là Hòa Yến. Ta biết ta đã lừa dối ngươi, từ kiếp trước đến bây giờ. Ta biết ta đã gả cho người khác." Nàng khó mở miệng, "Tiêu Giác, dù vậy, ngươi vẫn như trước sao?" nàng không nghĩ rằng việc gả cho người khác khiến mình thấp kém hơn trên đời có nhiều phụ nữ ly hôn bị bỏ rơi cũng không kém ai chỉ là không may mắn hoặc không tự quyết định được chọn sai người cũng không cản trở họ tìm được hạnh phúc và quyền lực nhưng khi đối mặt với người mình thật sự thích dù là tiên nữ cũng sẽ âm thầm buồn rầu xem liệu mình có xứng đáng niềm vui khiến người ta sợ hãi nỗi sợ khiến người ta tự ti huống chi nàng nhận được quá ít tình yêu nên chắc chắn cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Dưới bóng đêm, ánh mắt chàng trai dịu dàng như nước, cởi bỏ hết lạnh lùng và chế diễu, ấm áp không thể tưởng tượng nổi. Tiêu giác cười. Sao lại thiếu tự tin như vậy, dù gà cho người khác, trong mắt ta, người vẫn chỉ là một cô gái. Hắn hơi cúi người, chăm chú nhìn vào mắt nàng. Phi hồng tướng quân thì sao, ta chỉ đến vì họa yến. chương 217, Tiền Duyên hương hương không biết từ khi nào đã lén lút quay lại đứng dưới tán cây lặng lẽ nhìn họ hỏa yến sững sờ nhìn hắn ngươi nói có thật không ta thấy kiếm thuật của ngươi tiến bộ không ít sao vẫn giống như trước hắn uể oải mỉm cười vừa ngốc vừa thấp một câu nói đó như kéo hỏa yến về năm ấy những khó khăn và lúng túng vừa rồi bất giác tiêu tan không ít trong lòng như có ngọn lửa ấm áp bừng lên mọi lo lắng lúc này hóa thành cho tàn nàng ngẩng đầu lên, nụ cười không thể che giấu. Nhưng ngươi lại không khác gì so với năm đó. Tiêu giác ho nhẹ một tiếng, quay đầu đi. Hỏa Yến có thêm sức lực, không chịu buông tha hắn, nắm chặt tay áo hắn, nghiêng đầu hỏi. Kiếm thuật này của ta là ngươi tự mình chỉ điểm. Nhưng năm đó ta vẫn là nam trang, sao ngươi lại quan tâm ta nhiều vậy, chẳng lẽ lúc đó ngươi đã thích ta? Lời nói này thật không biết xấu hổ, tiêu giác suy. Ta không phải là đoạn tụ. Nhưng ngươi trông giống như một đoạn tụ. Hỏa Yến tỉnh ngộ, không ngờ Yến Nam Quang khi đó luôn nhìn ta không vừa mắt, chắc là nghĩ ta là nam hồ ly tinh, làm bẩn đối thủ thiên tài duy nhất của hắn. Tiêu Giác không thể tin nhìn chằm chằm nàng. Bây giờ ngươi không khổ sở phải không? Ta vốn không khổ sở. Hỏa Yến mạnh miệng, vừa rồi ngươi muốn khóc. Hắn nhướng mày, vậy không nỡ rời ta. Hỏa Yến không nhịn được, phản bác, ta sao có thể khóc, ngươi nhìn lầm rồi ta tự nhiên không nỡ rời ngươi, giữa chúng ta, dù sao cũng có tình nghĩa đồng môn. Chỉ là tình nghĩa đồng môn thôi sao? Hỏa Yến mặc kệ hắn, tiến lại gần nói. Đừng chuyển hướng câu chuyện, nói cho ta biết, lúc ở hiền xương quán, vì sao ngươi chỉ điểm ta kiếm thuật, ngươi không phải người thích giúp người khác, nhất định lúc đó đã trung tình với ta, tiêu hoài cần, chẳng lẽ ngươi thật sự là đoạn tụ? Tiêu giác mặt trầm xuống, mắng. Nói bậy bạ, vậy ngươi nói lý do đi. Lời này, Hỏa Yến đã muốn hỏi từ lâu, lúc đó mình và tiêu giác không hề thân thiết, nhưng tiêu giác lại sẵn lòng chỉ điểm kiếm thuật cho một kẻ đứng cuối hiền xương quán như mình, không trách Yến Hạ không hiểu, ngay cả chính nàng cũng không rõ. Tiêu giác cười. Ngươi còn nhớ, vừa mới vào hiền xương quán thời điểm đông chí, kinh thành đông sơn bãi săn tỉ thí. Hỏa Yến sướng sờ. Ta nhớ, thì sao? Nàng nhớ rõ, đó là lần đầu tiên kiếp trước nàng thấy trầm mộ tuyết cô tiểu thư trầm gia thanh nhã đứng cùng tiêu nhị công tử phong thái như ngọc dù dùng ánh mắt kiếp này nhìn cũng thấy là một đôi trời đất tạo nên hỏa yến lầm bầm lúc đó bệ hạ đích thân tới bãi săn tất cả học sinh hiền xương quán đều phải vào cuộc tỷ thí học sinh săn được nhiều con mồi nhất sẽ được thưởng ai không săn được thì không có cơm ăn thật sự là ai nghĩ ra chủ ý này trời đông giá rét không săn được con mồi là chuyện bình thường sao có thể hà khắc học sinh như vậy cứ để người đói bụng nói đến việc này nàng hiện tại cũng giận dữ vì lúc đó hỏa yến không săn được con mồi nên đói bụng tiêu giác cười khẽ nói đó không phải là ngươi tự chọn sao cái gì rõ ràng đã săn được con thỏ lại đem thả đi hắn quay đầu nhìn hỏa yến đó không phải do ngươi chọn sao hỏa yến ngẩn ngơ lắp bắp hỏi ngươi sao ngươi biết bởi vì tiêu giác cong môi đó là con thỏ ta thả khi đó sóc kinh vào đông sân săn bắn bị tuyết trắng phủ kín, tiêu gia vẫn chưa gặp chuyện gì, từ kính phủ cũng chưa tới mức một tay che trời, văn tuyên đế bỗng có linh cảm, đích thân tới Đông Sơn, quan sát học sinh hiền xương quán tranh tài đi săn. Lúc đầu chỉ là cuộc tỉ thí công ngựa của học quán, vì thiên tử đến, tất nhiên muốn thêm nhiều màu sắc hơn. Để các thiếu niên càng cố gắng hơn, không muốn làm mất mặt hiền xương quán, không biết vị tiên sinh thiên tài nào nghĩ ra quy tắc hà khắc, ai không săn được con mồi thì hôm nay không có cơm ăn hỏa yến trong lòng chửi rủa người nghĩ ra chủ ý này nàng vốn dĩ không xuất sắc trong võ khoa thuật cưỡi ngựa và tiễn thuật càng tệ hại cùng những thiếu niên này nàng không có yêu thế không nghi ngờ gì vừa vào trận săn trong khi các đồng môn cao hứng bừng bừng hỏa yến thực sự bất lực khi đó tiêu giác không nghi ngờ gì là thiếu niên bắt mắt nhất con ngựa lông trồn dáng hoa mỹ chỉ trong giây lát phía sau ngựa đã có một chuỗi dài con mồi lâm song hạc như tay không thể nâng vai không thể khiêng, yếu đuối như thiếu gia, không rời tiêu giác nửa bước, hưởng nhiều lợi ích, có hay không con mồi cũng không quan trọng, dù sao cuối cùng cũng được chia một hai con từ tiêu giác để giao nộp. Hai người đi tới trong rừng cây của trận săn bắn, đột nhiên thấy không xa, một mũi tên màu xám từ đâm xiên bay tới, chính xác không sai đâm chúng. Một tảng đá, hai người dừng lại, rất nhanh, từ trong rừng cây chạy ra một bóng người nhỏ bé, nàng chạy đến tảng đá, dùng sức rút mũi tên ra, nhìn một chút, rồi dứt khoát ngồi xuống đất, thở dài, lầm bẩm Săn bắn khó, khó như lên trời. Tiêu giác, lâm song hạc, họ đều nhận ra, người mang mặt nạ này thở dài thở ngắn, là vị đứng cuối hiền xương quán, hòa đại thiếu gia. Lâm song hạc trước đây cùng hỏa yến. Cùng nhau tiến bộ. Đã có chút cảm giác cá mè một lứa với hỏa yến, thấy cảnh này, liền nói. Huynh đệ hòa của ta thật quá đáng thương. Tiêu giác thờ ơ lạnh nhạt, không lay động, hắn thấy, vị đại thiếu gia hòa gia này, nhiều khi đầu óc đều có vấn đề. Người thấy hắn chẳng có con mồi nào, trở về sẽ không có cơm ăn, sẽ đói bụng. Mùa đông khắc nghiệt, đói bụng không dễ chịu. Lâm song hạc rốt cuộc là thầy thuốc tấm lòng từ bi. Nếu không chúng ta cho hắn một con trồn, để hắn không tay không về, được không? Tiêu giác suy. Ngươi tự đi. Lâm song hạc liền thật sự đi đến trước ngựa tiêu giác, từ con mồi buộc phía sau ngựa lựa chọn nhưng mới chọn đến một nửa, lại bỗng nhiên tỉnh ngộ. Không được, hòa như phi tiểu tử này dù làm gì cũng không được, nhưng tính tình lại cực kỳ quật cường, cứ cho hắn như vậy, hơn phân nửa hắn sẽ không đồng ý, còn sẽ nghĩa chính ngôn từ cự tuyệt. Giống như hắn đã đề nghị để hòa như phi kiểm tra đứng cuối, để mình tranh thủ một lần đứng thứ hai từ dưới lên, vị huynh đệ này vô cùng có nguyên tắc, vàng dòng bạc trắng đều khó đánh động. Lâm song hạc cho rằng mình xem người vẫn có ánh mắt, giúp đỡ ngay thẳng như vậy, Hòa như phi hơn phân nửa sẽ không nhận. Dạng này. Lâm song hạc này ra ý. Hoài cẩn, người tiễn thuật rất tốt, lát nữa người bắn bị thương một con thỏ, để hòa như phi đi qua, con thỏ bị thương vốn chạy không nhanh, nếu hòa như phi không bắn chúng, hắn chắc chắn đầu óc có vấn đề. Liên quan gì đến ta? Tiêu giác nhân mày. Không đi, cứu một mạng người hơn xây bảy cấp phù đồ, người xem tiểu tử này, thật sự quá đáng thương, mọi người đồng môn, thuận tay giúp đỡ cẩn, hoài cẩn. Lâm song hạc đối với những việc nhỏ nhặt nhất lại có kiên nhẫn, biết rõ tiêu giác là người không kiên nhẫn. Thật sự, nói dài một hồi, tiêu giác phiền phức vô cùng, cầm cung tiễn trên lưng ngựa, hướng một phương hướng. Siêu. Thả một tiễn, từ bụi cỏ thấp, nhất thời nhảy ra một con thỏ rừng màu xám. Mũi tên này ra rất khéo, không bắn trúng con thỏ hoang, chỉ sát qua chân nó. Con thỏ liền chậm lại, mũi tên rơi vào bụi cỏ, không ai phát hiện. Hỏa Yến đang dựa vào tảng đá than thở, thấy trong rừng một con thỏ hoang chạy ra, đầu tiên kinh hãi, sau đó mừng rỡ, không nói hai lời liền nắm cung tiễn đi theo. Con thỏ này không biết bị gì, động tác chậm hơn trước, Hỏa Yến đoán có thể là do đông lạnh, ngay cả thỏ cũng trở nên không nhạy bén, nhưng đó cũng là chuyện tốt, thỏ chạy nhanh không bắt được, thỏ chạy chậm không lẽ lại bay. Lâm song hạc nhỏ giọng khen tiêu giác. Diệu A hoài cẩn, chiêu này của ngươi tương trợ thật khéo léo, không chê vào đâu được. Tiểu tử này chắc chắn nghĩ mình nhặt được đại tiện nghi, đi, chúng ta xem thử." Hắn lôi kéo Tiêu giác không cam lòng, âm thầm đi theo sau Hỏa Yến. Con thỏ kia chạy chạy như hết sức, chậm lại. Hỏa Yến nghĩ, liền thu cung tiễn, đeo sau lưng, cảm thấy thật ra không cần cung tiễn, đợi chút nữa con thỏ này chắc chắn không chạy nổi, đại khái có thể tay không bắt nó. Ngày xưa có ôm cây đợi thỏ, nay có chờ thỏ té xỉu, Hỏa Yến trong lòng tự khen còn có thời gian quan sát kỹ con thỏ này. Con thỏ này rất gầy, có lẽ vào đông không có đồ ăn nên đói, nhìn không có hai lạng thịt, nàng suy nghĩ miên man, không biết săn được con mồi này có thể chia cho học sinh không, nhưng con thỏ này đem về hòa ra, còn chưa đủ một nhà chia một khối thịt. Không lâu, con thỏ kia ngừng lại, gỡ một bụi cỏ, lộ ra cửa hang, hỏa yến lanh lẹ, bắt kịp lỗ tai con thỏ trước khi nó chui vào, lẩm bẩm. Đều nói thỏ khôn có ba hang, cổ nhân thật không lừa đúng lúc này cửa động kia thựa hồ có gì động đậy hỏa yến một tay nhấc con thỏ một tay hiếu kỳ gỡ bụi cỏ lộ ra ba con lông xù nhỏ xíu như ba con bánh trôi lạnh dung nằm chung một chỗ chính là ba con thỏ con hỏa yến ngẩn người nhìn con thỏ xám không ngừng rẫy ruộa trong tay bừng tỉnh thì ra đây là một con thỏ mẹ trong hang là con của nó hỏa yến im lặng lâm xong hạc ở xa kéo tiêu giác xem trò vui thấy thế kinh ngạc nói hòa như phi tiểu tử này vận khí không tệ, gặp được tổ thỏ, tổ thỏ này nộp lên, ta xem lần này hắn không đứng cuối, ít nhất là thứ hai từ dưới lên. Nhưng, hắn làm gì mà nắm con thỏ ngẩn người? Con thỏ trong tay im lặng nhảy lên, hòa yến nhìn trong động ba con bánh trôi nhỏ, một lát sau, nàng thở dài, từ trong ngực lấy ra một bình nhỏ màu trắng. Hắn hắn hắn, hắn đang làm gì? Lâm song hạ kinh ngạc không thôi, thiếu niên gọi hòa như phi đang nắm lỗ tai con thỏ bôi thuốc, còn kéo một đoạn vải từ áo bảo băng bó chân bị tổn thương của con thỏ. Nàng vừa băng bó vừa nói: "Thôi, ai bảo các ngươi gặp ta, ta là người tốt, không thể để mẹ con tách rời, thả các ngươi một mạng." Nàng lẩm bẩm phàn nàn: "Thằng danh con, các ngươi phải nhớ kỹ, vì các ngươi, hôm nay ta phải đói bụng." Hỏa Yến hành động rất nhanh, chỉ trong giây lát đã băng bó xong, đặt con thỏ xám xuống cửa hang, nhẹ buông tay, con thỏ tự do siêu. Một lần vọt vào trong hang. Tạ ơn cũng không nói một tiếng. Hỏa Yến cảm thán. Thực sự là thế phong nhật hạ. Dù nói vậy, nàng vẫn dọn sạch đá quanh cửa hang, tránh giã thu khác phát hiện. Lâm song hạc nhìn trợn mắt hốc mồm. Hỏa như phi đầu óc không có vấn đề sao. Hắn tới đi săn hay đến phóng sinh. Lúc này phát từ bi, sao hắn giống cô nương ra vậy? Hắn đồng tình với con thỏ này sao? Hắn nghiêng người nhìn tiêu giác. Hoài cẩn, ngươi xem ánh mắt tiêu giác rơi vào thiếu niên mang mặt nạ, chẳng biết tại sao, chợt nhớ tới một sự kiện không lâu trước. Đó là khi hắn còn chưa xuống núi, học võ với cao nhân trên núi, tiên sinh khắc nghiệt không thể so với hiền xương quán, nếu không làm tốt nhiệm vụ, trừng phạt nghiêm khắc, vô cùng gian nan. Trên núi, đã từng có lần, thí luyện cung thân ngựa tay, khi đó, tiêu giác bắt được một con hươu. Con hươu này rất béo tốt, chạy trốn không nhanh nhẹn, hắn tóm lấy con hươu, muốn nâng đao, con hươu hướng về phía hắn quỳ xuống. Đây là một con hươu cái mang thai, khi đó 12-13 tuổi, hắn chưa lạnh lùng vô tình như sau này, thấy cảnh này khó tránh sinh lòng chắc ẩn. Sư phụ đứng bên thác nước, nhìn hắn nhạt nói. Không được mềm lòng. Thiếu niên đứng tại chỗ, nhìn con hươu cái mắt như ngậm lệ, nghĩ nghĩ, nửa quỳ xuống, trước mặt sư phụ tháo dây thường trên người hươu cái, nhìn nó trốn vào rừng. Sư phụ không giận, chỉ nhìn hắn nói ngươi biết bản thân đang làm gì ngươi không nên mềm lòng ta chỉ nghĩ bảo vệ thứ mình muốn bảo vệ thiếu niên áo bào trắng như tuyết bình tĩnh trả lời hắn bị phạt ba tháng phá trận trong núi tiêu giác cũng không hối hận thiếu niên khi đó chỉ đơn thuần nghĩ không muốn con hưu cái chết đi nhưng bây giờ nhìn thấy hòa như phi ở đây cẩn thận băng bó vết thương cho con thỏ hoang đây không phải lòng dạ đàn bà cũng không phải dối trá hắn đột nhiên hiểu năm đó mình muốn bảo vệ là gì lòng thương yêu một người muốn trở nên cường đại là để bảo vệ những gì mình muốn bảo vệ nếu vì trở nên cường đại mà mất đi bản tâm thì lẫn lộn đầu đuôi hoài cần ta thấy hòa như phi này đầu óc có vấn đề nếu hắn không phải nam tử cũng có thể làm muội muội của ta lâm song hòa còn lại nhảy không ngừng thiếu niên áo bảo trắng ngơ ngác một lát cúi đầu kéo mép cười ngày đó hòa như phi thật sự không thu hoạch được gì là thiếu niên duy nhất trong hiền xương quán không săn được con mồi từ ngày đó, tiêu giác ban đêm đứng dậy, đến rừng trúc sau viện tử, nhìn thiếu niên mang mặt nạ vụng về. Chăm học khổ luyện. Như vậy, bắt đầu nhiệt duyên giữa hắn và người đứng cuối. Hỏa Yến nghe ngẩn người, không ngờ mình và tiêu giác lại có đoạn không muốn ai biết này. Tiêu giác khi đó giấu mũi tên, nàng không phát hiện con thỏ bị thương là do tiêu giác, chỉ thấy con thỏ đáng thương mà sinh lòng trắc ẩn, không ngờ lại động đến tiêu giác. Người bị lòng tốt của ta đánh động. Hỏa Yến dùng mình, nghe xong khó tránh khỏi nổi da gà. Tiêu giác không nói gì. Không phải lòng tốt. Chỉ là chỉ là khi đó Tiêu giác ở Hòa Như Phi thấy bóng dáng của chính mình. Hòa Yến vui trở lại. Thì ra là thế. Cho nên người đồng môn thời điểm đã cực kỳ chú ý ta. Vậy sao ngươi muốn giả bộ ơ Người này một khi bắt đầu không tim không phổi, thực sự khiến người khác không chịu nổi. Tiêu giác truyền câu chuyện. Sắc trời không còn sớm, ngươi chưa về nhà phụ thân và đệ đệ ngươi chắc đang lo lắng. Cũng đúng. Hòa Yến tỉnh lại, nhìn thấy bóng đêm càng thâm, chắc giờ này Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh cũng đã về nhà, không chừng đang tìm mình khắp nơi. Sợ họ lo lắng, Hòa Yến liền nói. Vậy chúng ta về trước. Tiêu giác huyết sáo, lục nhĩ từ trong rừng chạy ra, đứng trước tiêu giác, Hòa Yến cũng lên lưng hương hương, hai người cùng chạy chậm xuống núi. Hỏa Yến cưỡi ngựa đi, dần dần trở lại bình thường, nói cho nên tiêu giác, hôm nay ngươi để xích ô bắt ta đi lấy kiếm, chính là để thăm dò ta. Ngươi thật sự một mực đi theo ta. Người này mặt không một chút áy náy, chậm rãi trả lời. Việc này không thể tưởng tượng, đương nhiên muốn xác nhận. Ngươi muốn ép ta xuất kiếm, lại quấn một vòng lớn như vậy. Hòa yến nghĩ. Nhưng đại sư lỗ đại xuyên là chuyện gì xảy ra? Ta đến biệt uyển của hắn, hắn dường như biết rõ điều gì, còn nói ta đã có một thanh kiếm, không thể có thêm thanh kiếm khác ngươi đã kể cho hắn không tiêu giác ánh mắt khẽ nhúc nhích việc này ngoài ta và ngươi không ai biết vậy coi như biết điều gì cũng không kỳ lạ hắn là sư phụ ta hỏa yến kinh ngạc sư phụ sư phụ ta nhiều lắm hắn chỉ là một trong số đó có thể nhìn ra ngươi trải qua gì cũng không lạ nhưng hắn đã là người ngoài dù biết cũng không can thiệp nhiều ngươi không cần lo lắng không phải vấn đề lo lắng hay không hỏa yến nhất thời không biết nói gì người đó là sư phụ ngươi, ngươi ít ra cũng nên nói trước, may mà ta không làm gì lỗ mãng, nếu không. Tiêu giác liếc nàng, thấy nàng bất an, buồn cười nói. Sợ gì, dù có làm gì, có ta ở đây, không ai dám làm phiền ngươi. Hòa yến. Hờm. Một tiếng. Ý ngươi là ta bây giờ có thể xông pha trong sóc kinh. Muốn làm gì thì làm. Cảm ơn bạn đã ghé thăm kênh Holic Audio, chương 218, chỗ dựa. Khi Hòa Yến và Tiêu Giác trở về nhà, họ thấy Hòa Tuy và Hòa Vân Sinh đang ngồi yên trong phòng. Hòa Yến hơi ngạc nhiên, hôm nay mọi người lại bình tĩnh đến thế. Nhưng khi Hòa Tuy thấy Tiêu Giác, ông đứng dậy cười nói. Khi trở về, tôi nghe xích ô thị vệ nói rằng Tiêu Đô Đốc đã đưa con gái tôi ra ngoài. Bây giờ đã trở về, không biết đã ăn cơm chưa? Có muốn cùng ăn với chúng tôi không? Hòa Yến đáp, chúng tôi đã ăn rồi, không cần đâu. Cô nghiêm đầu nhìn xích ô đang đứng nghiêm bên cạnh xích ô giả vờ như không có chuyện gì nhìn sang hướng khác hỏa yến thầm nghĩ à hai thầy trò này đúng là cùng nhau thông đồng không chỉ lừa được mình mà còn cả cha mình nữa bác cứ gọi cháu là hoài cẩn là được rồi tiêu giáp nói hòa vân sinh khụ 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 bị sạc hòa tuy lườm hòa vân sinh nhét một cái bánh vào miệng hắn ăn cơm đàng hoàng trong nhà còn có khách nhổ cơm khắp nơi thật là thất lễ hòa yến nói không sao đâu cha vân sinh hai người cứ ăn đi Con có chuyện muốn nói với tiêu giác vào nhà trước đây nói rồi cô kéo tiêu giác đi trước ở lại đây lâu hơn cô nhìn cha mình cũng không được tự nhiên hòa tuy mỉm cười tự ái đi thôi đợi hai người họ đi rồi hòa vân sinh buồn bã nói cha thế này có ổn không cái gì hòa yến đã mang đàn ông vào trong phòng riêng truyền ra ngoài sẽ thế nào trước đây khi phạm thành đến hòa yến ra ngoài nhìn hắn một chút thôi mà cha cũng nổi trận lui đình sao đổi thành tiêu đô đốc lại tha thứ như vậy hòa tuy mắng tiêu đô đốc có thể giống phạm thành sao đều là đàn ông có gì khác nhau đâu hòa tuy nhìn hòa vân sinh cũng khó hiểu trước đây con ngưỡng mộ nhất là phong vân tướng quân sao bây giờ lại không được tự nhiên như vậy hòa vân sinh đặt đũa xuống bàn tức giận nói phong vân tướng quân cũng không thể chưa kết hôn mà đã chui vào phòng riêng của phụ nữ đó là tự mình chui vào sao? Hòa ti vỗ đầu hắn. Con không có mắt à, đó là do tỷ tỷ của con kéo vào. Hòa vân sinh không thể phản bác, phồng má buồn bã một lúc, nghiến răng nói. Thật là đồ vô dụng, thấy sắc đẹp liền mở mắt. Hòa yến không biết hành động vừa rồi của mình đã khiến cha và em trai cãi nhau trong phòng. Cô kéo tiêu giác vào phòng mình, vừa đóng cửa, vừa thắp đèn. Tốt rồi, bây giờ không ai thấy. Tiêu giác vừa bước vào phòng, liền cảm thấy như suýt bị mù. Phòng này lòe loẹt hoàn toàn trái ngược với khí chất của hỏa yến. Khắp nơi đều là son phấn, túi thơm và màn tre. Nếu không biết, ai cũng tưởng đây là phòng của một tiểu thư hiểu điều. Nhưng nhìn lại, nữ anh hùng đang châm trà trên bàn khiến cho không gian này thật sự không hợp. Anh cầm một chiếc gương đồng khắc hoa trên bàn, khó hiểu hỏi. Cô thích kiểu này sao? Hỏa yến nhìn lướt qua. Sao có thể? đây đều là do hòa đại tiểu thư trước kia để lại cô tiếp tục đừng nghĩ rằng tôi thích kiểu này nhưng nếu thay đổi hết mọi thứ sẽ khác hoàn toàn so với quá khứ không khỏi khiến người ta nghi ngờ hơn nữa cô thở dài tôi đã chiếm chỗ của người khác vốn đã cảm thấy không thoải mái nếu thay đổi hết mọi thứ tôi sợ sau này hòa đại tiểu thư thật sự sẽ tìm tôi tính sổ tiêu giác nhíu mày nói bậy hòa yến trừng mắt đồng ngôn vô kỵ đừng để ý tiêu giác bình thản nhìn cô bây giờ không sợ tôi à chưa từng sợ anh hỏa yến cười dù sao bây giờ anh cũng biết bí mật của tôi cô như một nữ vô lại hơn nữa vừa rồi trên núi chúng ta giao đấu tôi cũng không thua kém gì anh thanh kiếm của anh còn bị tôi chém đứt thành hai đoạn nữa dù là ăn gian nhìn cô đắc ý như vậy tiêu giác cười nhớ đến một chuyện khác thanh kiếm của cô bây giờ thế nào hỏa yến ngừng cười thanh kiếm của cô là thanh lang kiếm nói tiêu giác hỏi cô về thanh kiếm, chẳng bằng nói anh đang hỏi cô dự định gì với hứa ra và hòa ra tiếp theo. Lúc đầu xảy ra chuyện là do hứa ra và hòa ra hợp mưu. Hòa như phi giả danh phi hồng tướng quân, việc này tôi phải để lộ. Trận chiến ở Hoa Nguyên Hắn đã dở trò, khiến nhiều thân tín của quân Việt phải uổng mạng. Tôi nhất định phải tính sổ với hắn. Tôi vốn định giữ tần ma ma làm nhân chứng, trong trận chiến Hoa Nguyên còn lại tàn quân, cẩn thận tìm kiếm có thể tìm ra tung tích so với hòa như phi hứa chi hằng dễ đối phó hơn chỉ cần có người chứng minh hứa chi hằng thiết kế mưu hại hứa đại nãi nãi khi hứa chi hằng không thể giữ được hắn sẽ kéo hòa như phi xuống nước khi đó chỉ cần tìm hiểu nguồn gốc việc này có thể giải quyết hòa yến nhìn tiêu giác anh nghĩ sao từ khi tái sinh đến nay cô luôn giấu bí mật trong lòng không thể để ai biết bây giờ đột nhiên có thêm một đồng minh cô cảm thấy nhẹ nhàng hơn dù tiêu giác không làm gì nhưng có người đồng hành trên đường, cũng sẽ giúp cô thêm sức mạnh vô tận. Kế phản gián, mắt hỏa yến sáng lên, giữa người, dùng địch để họ tự nghi kỵ nhau, kế phản gián là làm cho địch ở giữa mà hoài nghi nhau. Vậy cuối cùng là phái người đi hướng hòa như phi hay hứa chi hằng? Hỏa yến suy nghĩ, cả hai đều được, tiêu giáp nói, tôi không có nhiều người như vậy để dùng, tôi có, tiêu giáp liếc nhìn cô, tôi sẽ giúp cô, hỏa yến cười, rồi đột nhiên nhớ đến một chuyện phàn nàn nhưng sao trước đây anh phái người đi thăm dò tần ma ma mà không nói với tôi một tiếng tôi đã khó khăn lắm mới mua chuộc được phúc vượng người hầu của hứa ra tiêu không ít tiền vào hắn biết anh đã có tin tức tôi đâu cần tiêu số tiền vô ích đó bây giờ tiền bạc đều trôi theo dòng nước hòa yến tiêu giác ngắt lời cô không có tiền à khụ khụ hòa yến che miệng ho nhẹ một tiếng cũng không phải hoàn toàn không có sau đó trên bàn xuất hiện một sấp ngân phiếu hỏa yến tròn mắt nhìn nuốt nước miếng rồi khó khăn rời ánh mắt không công mà hưởng lộc tiêu giác nhướn mày thật không muốn hỏa yến vội vàng cầm sấp ngân phiếu nhét vào trong ngực nghiêm mặt nói coi như tôi mượn anh tôi bây giờ cũng có bổng lộc chờ tôi lĩnh bổng lộc sẽ trả anh không cần tiêu giác mỉm cười nói cô cứ giữ đi không đủ lại tìm tôi hỏa yến sống hai đời đây là lần đầu tiên cô cảm nhận được tiêu tiền như nước dù đời trước không thiếu tiền nhưng khi còn ở hòa gia ngoài chi tiêu bắt buộc cô chưa từng có cảm giác phóng túng như thiếu gia ăn chơi sau này khi lập được công hoàng thượng ban thường nhiều nhưng trong quân doanh anh em mượn một ít bạn bè khó khăn mượn một ít cuối cùng còn lại không nhiều cũng giao hết cho hòa gia khi về hứa gia cô phải làm hiền thê càng không thể tiêu xài phung phí chưa kể không lâu sau bị mù, quyền hành trong nhà do hạ huyền như nắm giữ, đến bóng dáng tiền bạc cũng không thấy. Bây giờ cuối cùng cũng từ một lần, cảm giác không tệ. Tiêu giác, anh thật là một người tốt. Hỏa Yến nịnh nọt nói. Anh còn thiện tâm hơn cả Phật tổ Bồ Tát ở Ngọc Hoa Tử. Tiêu giác cười nhẹ. Ai cho cô tiền, cô coi người đó là người tốt à? Không phải vậy. Hỏa Yến nói. Người khác đều đòi hỏi tôi, người chủ động cho tôi rất ít. Cô chống cầm nhìn tiêu giác, anh chưa từng đòi hỏi gì từ tôi. Tiếp trước, cô luôn cho đi, dù chủ động hay bị động, tình cảm hay tiền bạc. Chỉ có người trước mắt này, luôn âm thầm giúp đỡ cô, chưa từng yêu cầu gì. Tiêu giác cúi mắt nhìn cô, một lát sau, đột nhiên nói. Thật sự ủy khuất. Hỏa Yến ngồi thẳng lên. Cái gì, ăn bao nhiêu khổ, giành được vinh quang lại tặng cho người khác, cam tâm trở lại tay trắng, không ủy khuất sao? Anh hỏi, Hỏa Yến sừng sốt một chút, im lặng hồi lâu, cô nói: trước đây có cảm giác đó, nhưng bây giờ thì không. cô cười, tôi có cha hòa, vân sinh, thanh mai, tiểu mạch, thạch đầu, vương bá, còn có anh, so với kiếp trước tốt hơn nhiều. thật sự, tiêu giác. cô nghiêm túc nói, tôi không cảm thấy ủy khuất. tiêu giác nhìn cô, một lát sau, quay đầu đi, nói: đồ ngốc. hòa yến cười nhạt, vậy anh còn không phải bị đồ ngốc đùa xoay quanh khi ở lương châu vệ tôi đã sớm biết anh là ai. Tiêu nhị công tử, tiêu đại đô đốc, khi còn đồng môn đã lén dạy tôi kiếm thuật, làm chuyện tốt không để lại danh, nói ra ai mà tin. Người đời sẽ cho rằng tiêu nhị công tử có mưu đồ khác với tôi. Còn có nốt ruồi bên hông anh, chật chật. Sắc mặt tiêu giác trở nên căng thẳng. Muốn tạo phản phải không? Anh hỏi. Nói thật mà. Hỏa Yến giang tay, tiêu giác đứng dậy, muốn đi ra ngoài. Ai à, giận à. Hỏa Yến vội kéo tay áo anh, giả dạ vờ xin lỗi tôi sai rồi không nên giễu cợt anh tiêu đô đốc đừng giận tôi giải thích với anh làm thế nào mới tha thứ cho tôi tiêu giác dừng bước đột nhiên quay lại hỏa yến đang ngồi trước bàn bất ngờ khi anh quay lại như vậy khoảng cách giữa hai người rất gần anh cúi người nhìn hỏa yến cười nhạt có thật không hỏa yến sững sờ nhìn anh vô thức gật đầu anh cúi gần hơn một chút cười nhạt tốt cái cái gì chúng ta kết hôn thật nhanh. Hỏa Yến ngây người, gương mặt anh Tuấn của anh gần ngay trước mắt, ánh mắt sắc bén như muốn hút người khác vào. Hỏa Như Phi đã bắt đầu nghi ngờ thân phận của cô, một mình cô quá nguy hiểm. Tôi muốn bảo vệ cô. Sau khi tiêu giác rời đi một lúc, Hỏa Yến vẫn ngồi trước bàn nhớ lại cuộc nói chuyện vừa rồi của anh. Hỏa Vân Sinh vừa bước vào đã nhíu mày, hỏi. Hỏa Yến, chị nhặt được tiền hay báu vật gì mà cười làm người ta sợ vậy? Hỏa Yến quay đầu lại, sờ mặt mình, nghi hoặc nói. Chị cười sao? Hòa vân sinh thở dài, ngồi xuống trước bàn. Không trách cha nhìn phong vân tướng quân như nhìn con dê béo, với tư chất của chị, hắn có thể coi trọng chị, không phải mắt có vấn đề thì là đầu óc có vấn đề. Hòa yến nắm chiếc lá cây, đánh vào hắn. Có ai nói chị mình như vậy không? Chị có làm chị gái ra dáng không? Hòa vân sinh xem thường. Chị kéo hắn vào phòng riêng. Tôi và cha cũng là đàn ông, khụ, chị phải chú ý một chút sao em còn bảo thủ hơn cha? Hỏa Yến khó hiểu nói. Còn trẻ mà suy nghĩ như ông già. Tôi kéo hắn vào vì chúng tôi có chuyện chính cần bàn, em nghĩ đi đâu vậy? Hỏa Vân Sinh không nhịn được nói. Bỏ qua chuyện đó, tôi đến đây để bàn về chuyện đồ cưới của chị. Hỏa Yến. Chuyện gì? Khuôn mặt thiếu niên đầy buồn rầu. Lần này Hoàng thượng cưới cũng ban thưởng, không cưới cũng không được. Tiêu gia vốn liếng phong phú, nhà chúng ta chỉ đủ nuôi sống bản thân. Tôi bây giờ còn đang học, không thể kiếm tiền như trước, chị làm quan nhưng bị phạt một năm bổng lộc, bây giờ chỉ có cha kiếm tiền. Số tiền chị cho tôi và cha giữ là để sau này dùng, ai ngờ chị lại chọn gia đình như vậy, số tiền đó có thể không đủ, nên tôi nghĩ. Em nghĩ gì, hoãn ngày cưới, đợi sau này tôi kiếm đủ tiền làm đồ cưới, chị hãy cưới vào tiêu gia. Hòa Yến, cậu em ngốc này thật là quỷ tài, nghĩ ra cả cách này. May mà tiêu giác không ở đây, nếu anh nghe thấy vừa mới nói cưới nhanh, sau đó bị Hòa Vân Sinh phá hỏng, chắc chắn sẽ kết thù. Chỉ là tiền thôi mà. Hòa Yến nói. Cùng lắm thì tôi lại đi nhà thông trang một chuyến. Chị dám. Hòa Vân Sinh tức giận nói. Trước đây thì thôi, bây giờ chị dù sao cũng là người có tên tuổi, sao còn có thể làm như trước. Nếu tiêu đô đúc biết, anh ta sẽ nghĩ gì về chị? Hòa Yến, à, Hòa Yến thầm nghĩ, tiêu giác đã cùng cô xem qua bức tranh, còn có thể nghĩ gì về cô? Làm sao nhìn thế nào thì vẫn như thế? Tiểu hài tử không biết gì, kinh ngạc vô lý. Nhưng cô cũng biết thiếu niên này vốn là vậy, nên nói. Được, không đi thì không đi, chỉ là tiền thôi mà. Cô móc từ ngực ra một sấp ngân phiếu, đây là tiêu giác vừa cho cô. Tôi có khá nhiều đây. Hòa vân sinh sừng sốt một chút. Chị lấy ngân phiếu ở đâu ra? Mượn tiêu giác. Hòa yến nói hùng hồn. Không đủ thì lại hỏi anh ấy chị điên à hòa vân sinh trách mắng chị mượn tiền anh ấy để làm đồ cưới cho chính mình chị tự nói xem có đúng không không tưởng nổi nhưng không cần ngạc nhiên vậy hòa yến cười nhìn hắn thực ra chuyện đồ cưới không phải là chuyện lớn em phải biết trên đời chuyện gì có thể giải quyết bằng tiền đều không phải là chuyện lớn thực ra tiêu giác không quan tâm đến bí mật rằng cô đã chết một lần hoặc cô chính là phi hồng tướng quân đều so với chuyện đồ cưới gây chấn động hơn nhưng tiêu giác cũng không để ý chuyện tiền bạc không cần để tâm tôi biết chị kiến thức rộng rãi hòa vân sinh nhẫn nại an ủi nhưng ở sóc kinh nếu không có đồ cưới phụ nữ sẽ bị coi thường và bàn tán ở nhà chồng chị nhưng những phụ nữ khác ở sóc kinh sau khi lấy chồng phải dựa vào chồng nuôi hòa yến nói tôi có bồng lậu bây giờ chị bị phạt tôi có bồng lậu nhà chúng ta không có gia thế cao tôi có bồng lậu Hòa Vân Sinh bị Hòa Yến phản bác đến mất kiên nhẫn, cuối cùng nói. Được, chị có bồng lộc, nói tới nói lui là không muốn hoãn ngày cưới đúng không? Chị thích phong vân tướng quân đến vậy, không phải em tự nói sao? Hòa Yến nghiêng đầu nhìn hắn. Nếu em là phụ nữ, em cũng chỉ ái mộ mình anh ấy. Hòa Vân Sinh bị sặc, ho lên, vất tay áo đứng dậy. Được rồi, tôi thấy chị bây giờ đã bị mê hoặc đến mất cả lý trí, nói gì cũng không nghe. Thôi, chuyện đồ cưới tôi và cha sẽ nghĩ cách chị lo tốt chính mình đi hòa vân sinh rời đi hỏa yến thở phào nhẹ nhõm cô ngả người nằm trên giường thầm nghĩ về lời nói của tiêu giác chuyện thành thân đời trước cô cũng từng hy vọng và mong chờ gả cho người khác nhưng kết cục đầy thất vọng nhưng lần này khi nghe từ miệng tiêu giác trong lòng cô không có quá nhiều mâu thuẫn hay phản cảm dường như cô vẫn có thể có hy vọng nhưng không chỉ có thế tiêu giác nói không sai Sóc Kinh bây giờ thấy cục không an ổn. Cô muốn đối phó hòa ra và hứa ra, với thân phận Vũ An Hầu hiện tại, cô có nhiều trói buộc. Bên tiêu giác, từ kính phủ và thái tử cũng đang nhìn chằm chằm, người ô thác vài ngày nữa sẽ vào kinh, cuộc đấu giữa thái tử và tứ hoàng tử cũng chưa kết thúc, toàn bộ đại ngụy mưa gió nổi lên, ai cũng không biết kết cục sẽ thế nào. Giống như tiêu giác nói, cô cũng muốn bảo vệ anh. Tiêu giác trở về phủ đệ, anh trở về muộn, Tiêu Cảnh và Bạch Mộ Vi đã nghỉ ngơi trước. Những năm qua, anh không ở Sóc Kinh nhiều, dù hàng năm trở lại Sóc Kinh, cũng đi sớm về trễ, huynh tàu đã quen. Phòng bếp thường xuyên chuẩn bị cơm canh nóng cho anh, dù ban đêm trở về cũng có cơm ăn. Tuyết trong sân được quét sạch sẽ, anh vào nhà, đặt ẩm thu lên bàn, cởi áo ngoài. Phi Nô đi theo vào. Ngày mai ngươi đi hứa ra một chuyến. Tiêu giáp nói, Phi Nô sướng sờ. Thiếu gia, hứa ra không phải loan ảnh đang theo dõi sao không phải để ngươi điều tra tiêu giác nói ngươi đi tìm phúc vượng người hầu của hứa ra đưa cho hắn một khoản tiền và làm một vụ giao dịch với hắn phi nô giật mình gật đầu đồng ý tiêu giác tiếp tục thì thầm vài câu phi nô lộ vẻ kinh ngạc dù không hiểu rõ vì sao tiêu giác muốn làm vậy nhưng cũng không nói gì đồng ý rồi lui ra khỏi phòng anh thở phào nhẹ nhõm ánh mắt rơi vào thanh ẩm thu kiếm treo trên tường với thân phận của Hòa Yến, cô nhất định phải báo thù cẩn thận, không thể nôn nóng. Nhưng dù để hòa ra và hứa ra sống thêm một ngày, cũng khiến lòng người không thoải mái. Có việc Hòa Yến không tiện làm, anh có thể làm mà không ngại. Có việc Hòa Yến không muốn làm không cần đủ quang minh chính đại, anh cũng không để ý. Tiêu giác đứng dậy, đi đến trước thanh ẩm thu kiếm, đưa tay mơn trớn vào kiếm, vào kiếm lạnh như tuyết, anh cúi đầu suy nghĩ. Trên xa trường, điều quý giá nhất của hãn tương chính là chiến mã dưới thân và bảo kiếm trong tay. Nếu mất đi bảo kiếm, giống như dã thú mất đi răng nhọn và nanh. Cô đã trải qua một đời, thật ra là quá trình không ngừng mất đi, đến bây giờ, anh rất muốn giúp cô lấy lại tất cả những gì vốn thuộc về cô. Thậm chí còn nhiều hơn nữa. chương 219, lại về học quán. Sáng sớm ngày hôm sau, Hòa Yến dậy hơi muộn một chút. Đêm qua nghĩ về mọi chuyện, lăn qua lăn lại mãi không ngủ được, mãi đến nửa đêm mới chợp mắt, khi tỉnh dậy thì mặt trời đã lên cao. Hôm nay không có tuyết rơi, trời nắng, nàng rửa mặt xong rồi đi đến phòng chính để dùng bữa. Vừa bước vào, nàng suýt cắn phải lưỡi mình. "Ngươi làm gì ở đây?" Hỏa Yến hỏi. Trước bàn trong phòng chính, có một người đang ngồi uống trà. Thanh Mai đứng nghiêm một bên, thấy Hỏa Yến thì lo lắng nói. "Sáng sớm hôm nay đại nhân lại tới?" đại nhân dặn nô tỳ không làm ồn để cô nương ngủ, nên đứng đây chờ cô nương tỉnh dậy. Tiêu giác đặt chén trà xuống, nhìn qua nàng và hỏi. Ngủ có ngon không? Cũng được. Hỏa Yến gãi đầu, cảm thấy tiêu giác đột nhiên xuất hiện ở đây thật kỳ lạ, vô thức nhìn lên nóc nhà. Đây là nhà nàng mà, không phải lương châu vệ. Thanh Mai mang cháo và đồ ăn đặt lên bàn, Hỏa Yến nhìn qua rồi ngạc nhiên nói. Thanh Mai, ngươi chúng xô à? Sao nhiều đồ ăn thế? Đây giống như điểm tâm của Trần Tường ký vậy, đây là do đại nhân sai người mang đến." Thanh Mai trả lời lo lắng. Trước giờ, bữa sáng của Hòa gia rất đơn giản, đã như vậy mấy chục năm rồi, ai cũng thấy bình thường. Hôm nay, Tiêu Giác sai người mang đến một bàn ăn lớn như thế, Thanh Mai cảm thấy không tự nhiên, nghĩ rằng nhà mình có keo kiệt quá không. Nhưng Hòa Yến lại không để ý, nàng hưởng lợi từ Tiêu Giác cũng không phải ngày một ngày hai, liền vỗ tay khen. "Tiêu Giác Ngươi thật là chu đáo, không trách gì Yến Nam Quang suốt ngày nói có phu nhân là tốt. Ngươi còn giỏi hơn cả thượng công chúa, thật sự không tìm ra khuyết điểm nào. Đứng ở góc tường, xích ô nghe mà ra mặt giật giật. Đây là người nói chuyện sao? Thật quá không biết xấu hổ. Tiếc là thiếu gia của họ bị mê hoặc, trông lại còn rất vui vẻ nữa chứ. Ngươi ăn chưa? Hỏa Yến đưa cho tiêu giác một đôi đũa. Ăn cùng đi. Tiêu giác nhận đũa. Được. Xích ô cuối cùng thì Sích Ô cũng hiểu tại sao chủ tử của mình trước đây không ăn sáng ở tiêu phủ rồi rời đi. Dậy sớm như thế chỉ để ăn trực bữa sáng, thật là rảnh rỗi quá mức. Vào những ngày bình thường, hòa ra không có sự phân chia rõ ràng giữa chủ và tớ, Thanh Mai cũng thường ngồi cùng bàn ăn cơm. Nhưng hôm nay, vì có tiêu giác ở đây, Thanh Mai nhất quyết không lên bàn, sau một hồi ấp úng, cô kéo xích ô ra ngoài nói muốn quét tuyết. Hỏa Yến bất đắc dĩ, đành phải ăn cơm cùng tiêu giác thanh mai nấu cháo vừa thơm vừa mềm, thêm táo đỏ ngọt lịnh bên trong, Hỏa Yến chợt nhớ ra tiêu giác không thích ăn ngọt, liền nói. Ta quên mất người không thích ăn ngọt. Nàng dùng đũa gắp táo đỏ trong chén tiêu giác ra, cười nói. Ta giúp người. Tiêu giác khượng lại một chút. Người nhà tiêu đều biết hắn rất kỹ tính về vệ sinh, không thích dùng đồ đã qua tay người khác, nhất là khi ai đó chọn thức ăn trong chén của hắn. Ngay cả tiêu cảnh cũng không ngoại lệ, nhưng khi Hỏa Yến làm vậy, hắn lại không ngăn cản. Nhưng ngươi đến đây hôm nay, không phải chỉ để cùng ta ăn sáng chứ? Hỏa Yến hỏi. Rốt cuộc là có chuyện gì? Ta định đi một chuyến đến hiền sương quán. Tiêu giáp nói. Ngươi đi cùng ta. Hỏa Yến ngạc nhiên. Đi hiền sương quán để làm gì? Ngươi muốn vạch trần thân phận của Hòa Như Phi thì cần có chứng cứ. Trong hiền sương quán có lưu giữ văn chương và sách của ngươi, có thể sẽ có ích. Làm sao có thể? Hỏa Yến ngạc nhiên nói đó là đồ vật từ nhiều năm trước làm sao hiền sương quán có thể bảo lưu được tiêu giác nhếch mép nhìn nàng với nụ cười danh mãnh ngươi không biết sao tướng quân phi hồng và tướng quân phong vân vẫn giữ lại đồ đạc của họ trong học quán đến tận bây giờ hàng năm vào mùa xuân khi chiêu sinh ai cũng muốn được xem qua hỏa yến suýt bị nghẹn không thể nào ta mặc bảo trời đất tiêu giác thì còn chấp nhận được nhưng mặc bảo của nàng năm đó thực sự không đẹp chút nào, chữ viết chẳng khác gì gà bới, bài thi lúc nào cũng đứng cuối bảng, chẳng có gì đáng xem. Xem đi xem lại, chẳng phải là vũ nhục người ta sao? Ai mà ngờ rằng, người đứng cuối bảng của hiền xương quán năm đó lại có ngày nổi danh cùng đệ nhất, đồng thời trở thành niềm tự hào của học quán. Quả thật là, không ai mãi mãi hèn, phong thủy luân truyền. Thật ra ta cũng không muốn đi lắm. Tiêu giác. À hòa yến vẻ mặt cầu xin được rồi ta đi là được chứ gì sau khi ăn xong hòa yến cùng tiêu giác ra ngoài thường ngày ở lương châu vệ hòa yến không cảm thấy gì nhưng khi trở về kinh thành mặc váy hòa đại tiểu thư liền cảm thấy toàn thân không thoải mái không phải vì điều gì khác chỉ là vì trang phục của hòa đại tiểu thư quá tinh xảo và phức tạp hòa yến quyết định đơn giản hóa bỏ bớt váy cạp để dễ dàng ra ngoài hơn khi đến cửa không thấy xe ngựa, Hỏa Yến dừng lại một chút, hỏi người bên cạnh. Tiêu giác, xe ngựa đâu? Hôm nay thời tiết đẹp, đi bộ một chút đi. Hắn nói, khó khăn lắm mới có mặt trời, tuyết động từ đêm qua chưa tan, là mặt đất phản chiếu ánh vàng ấm áp. Khi đi dưới ánh mặt trời, cảm giác như những ngày âm u gần đây đều tan biến, toàn thân ấm áp. Hỏa Yến dễ chịu nheo mắt lại, nói. Nếu ngày nào cũng ấm áp thế này thì tốt. Tiêu giác nghiêng đầu, nhìn nàng một chút, Cô gái trẻ với nụ cười sáng tỏ, chỉ một chút ánh nắng cũng có thể làm nàng thỏa mãn. Thật khó tưởng tượng được người anh dũng và hung hãn trên chiến trường như Phi Hùng tướng quân lại là cô gái ngốc nghếch này. Khóe miệng hắn khẽ nhếch lên, thu lại nụ cười trong mắt. Hai người sóng vai đi trên đường phố, dù hòa yến bây giờ không nổi danh lắm, nhưng gương mặt của Tiêu Giác lại không xa lạ, từ xa đã có người nhận ra, dù không dám tiến lại gần, cũng thì thầm bàn tán. Đó không phải là tướng quân Phong Vân? tiêu đô đốc sao? Cô gái bên cạnh hắn là ai? Trông không quen mắt, khi nào tiêu đô đốc lại đi cùng một cô gái vào ban ngày thế này, lại còn thân mật như vậy, chắc chắn đó là vị hôn thê được bệ hạ tứ hôn. Vị hôn thê, người nói là cô gái họ hòa, hầu gia hòa yến. Đúng vậy, đúng vậy. Hóa ra vũ an hầu trông như thế này, trông nhu mì như vậy, làm sao lên chiến trường được chứ? Hòa yến có thính lực xuất sắc, vô tình nghe được những lời bàn tán, Nhìn sang người đàn ông bên cạnh, thần sắc bình tĩnh đạm nhiên, Hòa Yến cảm thấy như mình bị tiêu giác dẫn ra để lộ diện, để mọi người biết rõ vị hôn thê của tiêu giác, vũ an hầu Hòa Yến, trông ra sao. Thôi, nàng tự ngủ, cứ để họ nhìn, năm đó mang mặt nạ còn phải trốn tránh, giờ thì quang minh chính đại dùng gương mặt này, dù ai muốn thay đổi gì cũng không thể. Một đường bị mọi người vây xem, không biết đi bao lâu, cuối cùng hai người cũng đến cửa hiền xương quán sau mấy năm xa cách hiền sương quán vẫn giữ nguyên dáng vẻ xưa cổng chính quen thuộc bảng hiệu cũ cây hạnh ở cửa bị tuyết ép cong cành hỏa yến nhìn một chút cảm thấy một chút cảm khái thời gian ở hiền sương quán năm đó không dễ dàng nhưng bây giờ nhớ lại toàn bộ đều là những kỷ niệm vui vẻ các thầy ở đây đã dạy cho nàng lẽ phải và đạo lý nếu không có họ nàng một cô gái già trai không thể làm rõ đúng sai cũng chỉ là một quân cờ của hòa gia không có khả năng nắm giữ vận mệnh của mình. Hòa Nguyên Thịnh trong đời này đã làm được một việc chính xác nhất, đó là đưa nàng vào hiền xương quán, để thay đổi cuộc đời nàng. Đi thôi, tiêu giáp nói. Hai người cùng nhau đi vào, vừa đến viện tử, đã nghe thấy tiếng học sinh trong học quán đọc sách. Đại học chi đạo, tại Minh Minh Đức, tại Thân Dân, tại Chỉ Vu Hậu Thiện. Nhiều năm như vậy, vẫn còn đọc bài này. Hỏa Yến lập tức nhớ lại kỷ niệm cùng Lâm Song Hạc cùng nhau tiến bộ, nhắc tới cũng kỳ lạ, trước đây ta đọc mãi không thuộc, nhưng sau khi vào quân, mỗi đêm trong doanh chướng khi rảnh rỗi, ta lại thuộc lòng. Tiêu Giác nhướng mày, ngươi trong doanh chướng còn học thuộc lòng sách? Tất nhiên rồi, Họ Yến đắc y nói. Lúc đầu ta chưa gặp sư phụ, thân thủ không tốt, chỉ có thể dựa vào đầu óc. Ngươi không biết, trong phủ Việt quân, ai biết chữ đều rất nổi tiếng trong doanh chướng. Văn võ song toàn nha. Nàng lại bắt đầu khoe khoang. Tiêu giác đang muốn nói chuyện, chợt nghe phía trước có tiếng người gọi. Tiêu đô đốc. Hai người theo tiếng nhìn lại, thấy một người đàn ông trung niên mặc áo gai màu vàng bước nhanh đến. Người này trông rất nhã nhặn, hòa khí, khi đến trước mặt tiêu giác, cười nói. Tiêu đô đốc hôm nay sao lại đến học quán? Hỏa Yến sướng sờ, đây là thầy dạy toán của Hiền Sương Quán, Hoàng Tam Tài. Năm đó thầy cũng đã dạy Hỏa Yến, trong suốt thời gian đi học, vì nàng không xuất sắc ở bất kỳ phương diện nào rất khó để được thầy yêu thích nhưng hoàng tam tài có lẽ vì lúc đó cũng còn trẻ đối xử với học sinh rất ôn nhu và dễ gần không phân biệt đối xử vì thành tích học sinh cũng rất dễ dàn xếp chính thầy này từng khích lệ hỏa yến trong lớp học chăm học như xuân nảy mầm không gặp hắn tăng ngày có sở trường các ngươi nên học hỏi hòa như phi từ đó dẫn tới một đám thiếu niên bất mãn với Hòa yến tuy nhiên khi nhìn thấy thầy hoàng hỏa yến vẫn cảm thấy thân thiết đi ngang qua đây nên ghé thăm một chút tiêu giáp đáp hoàng tam tài liền lộ ra vẻ mặt vui mừng mời vào mời vào không trách thầy tỏ ra nịnh bợ tiêu giáp bây giờ là tướng quân phong vân lừng lẫy của đại ngụy hữu quân đô đốc dù có chiến thắng bệ hạ cũng không có địa vị cao hơn để thăng chức cho hắn hơn nữa năm đó ở hiền sương quán nói là chưa vì tiên sinh dậy bảo tiêu giác nhưng thật ra tiêu giáp đến đây chỉ là qua loa các tiên sinh cũng không có gì có thể dạy cho hắn. Để tránh gây rối loạn cho học sinh, Hỏa Yến và Tiêu Giác đi đến phòng các tiên sinh. Các tiên sinh vào ban ngày đều ở đây, nghỉ ngơi trong phòng rộng rãi, mỗi ngày chỉ dạy ba môn, văn, số, lễ. Ngày mai sẽ dạy cung, ngựa, đao. Khi Hỏa Yến và Tiêu Giác bước vào, trong phòng không có ai khác. Hoàng Tam Tài đầu tiên rót cho họ mỗi người một chén trà, mời họ ngồi xuống sau đó đứng dậy sắp xếp lại lò sưởi trong phòng. Lò sưởi ấm áp, chén trà nóng vào bụng, cảm thấy rất thoải mái. Không ngờ hôm nay tiêu đô đốc cũng ở đây. Hoàng Tam Tài cười nhìn về phía Hòa Yến. Vị này, có phải là Hòa Cô Nương, Vũ An Hầu? Hòa Yến vội vàng đứng dậy hành lễ nói. Hòa Yến xin chào tiên sinh. Nàng lấy thân phận học sinh hành lễ với tiên sinh, khiến Hoàng Tam Tài giật mình, vội vàng đứng dậy đáp lễ hòa cô nương khách sáo quá mau ngồi xuống hòa yến ngồi xuống hoàng tam tài cười nói với hòa yến khi tiêu đô đốc còn thiếu niên rất được các cô nương yêu thích nhưng chưa bao giờ thấy hắn có cảm tình với ai ta lúc đó còn thắc mắc không biết sau này hắn sẽ cưới người như thế nào bây giờ những người bạn đồng trang lứa đều đã thành ra lập thất nhưng hắn vẫn chưa có động tĩnh gì giờ thì mọi chuyện đã rõ ràng ta cũng yên tâm hòa cô nương hoàng tam tài tiếp tục nói với hòa yến Cô thật sự khác biệt với những cô nương bình thường, ta đã ở sóc kinh nhiều năm, đã thấy nhiều cô nương, nhưng hòa cô nương như cô là lần đầu tiên. Tiêu Đô Đốc thật có con mắt tinh tường. "Hòa Yến?" Hoàng Tam Tài cũng không ngờ rằng, cô nương mà hắn đang khen ngợi không ngớt lời, chính là học sinh mà hắn từng dạy dỗ trước đây. Đang nói, cửa mở, có người tiến vào. Hai người nhìn lại, thấy một ông già gầy gò mặc trường sam màu nâu, tóc búi cao bước vào. Ngụy tiên sinh. Hoàng Tam Tài đứng dậy nói với ông già. Tiêu đô đốc và vị hôn thê của hắn, hòa cô nương, đã đến. Ngụy huyền trương, quán trưởng của hiền sương quán, nhìn hai người. Hỏa yến và tiêu giác đứng dậy hành lễ. Ngụy huyền trương không thân thiết như Hoàng Tam Tài, chỉ gật đầu nhẹ một cái, đi tới bàn của mình ngồi xuống, đặt cuốn sách trên tay xuống, vừa rồi ông chính là người đang dậy. Hỏa yến lại gần tiêu giác, thấp giọng nói. Nhìn kìa, ta sợ nhất người này, khi còn đi học hỏa yến sợ nhất là ngụy tiên sinh quán trưởng ngụy ngụy huyền trương không chỉ là một người học thức mà còn có chức quan tuy nhiên hỏa yến cho rằng hắn được cử đến hiền sương quán vì tính cách quá bảo thủ và khắc nghiệt không được đồng nghiệp quan trường yêu thích nên bị đẩy đến làm quán trưởng học quán khác với sự ôn nhu và dễ gần của hoàng tam tài ngụy huyền trương rất nghiêm khắc học sinh nào có thành tích không tốt đều bị hắn phạt chép và đứng học sinh thường gọi lén hắn là Ngụy Lão Đầu, là học sinh đứng cuối của Hiền Sương quán, Hỏa Yến đương nhiên bị Ngụy Huyền Trương xem là nỗi nhục của học quán. Hỏa Yến tin rằng, nếu không phải Hòa Nguyên Thịnh thuyết phục vị sư bảo, và nếu Hiền Sương quán không có quy định không đuổi học sinh, thì ngay ngày đầu tiên nàng vào học quán, đã bị Ngụy Huyền Trương đuổi ra và không bao giờ được bước vào học quán nữa. Tóm lại, ký ức về vị tiên sinh này đối với Hỏa Yến chỉ là những trận roi đòn, phạt đứng, bị chửi mắng và chép sách, không có ký ức nào vui vẻ. Mặc dù bây giờ không còn học ở học quán, khi đối mặt với người ô thác, nàng không còn e ngại, nhưng khi nhìn thấy vị tiên sinh già này, Hòa Yến vẫn cảm thấy lạnh sống lưng. Đây là Hòa Cô Nương. Hoàng Tam Tài cười nói. Ngụy Huyền Trương cầm chén trà trên bàn uống một ngụm, ánh mắt quét một vòng lên người Hòa Yến, nghiêm mặt nói. Ngươi chính là Hòa Yến, là một nữ tử, sao có thể nhập ngũ chiến tranh, xuất đầu lộ diện hỏa yến chấm hỏi sao lại thế này nàng không đọc sách mà ngụy lão đầu vẫn muốn tìm phiền phức với nàng hỏa yến cười nói chỉ là tình thế bắt buộc thôi cùng nam tử ăn ở chung đổi phong bài tục ly kinh phản đạo hoàn toàn không hiểu quy củ tiêu hoài cần xưa nay giữ mình trong sạch làm sao lại bị ngươi một nữ tử như vậy lừa gạt được hỏa yến hoàng tam tài xấu hổ lau mồ hôi quán trưởng ngụy tiên sinh nói quá lời Tiêu giác nhạt nhẽo nói. Hòa cô nương không lừa ta, là ta trước ngưỡng mộ nàng. Ngụy huyền trương nhớ mày, nhìn tiêu giác với ánh mắt thất vọng hơn. Đại trưởng phu suốt ngày đem chuyện tình ái treo bên miệng, thành cái gì? Lại hung giữ liếc hòa yến. Hồng nhan hòa thủy. Nụ cười của hòa yến trở nên cứng ngắc, sống hai đời. Lần đầu tiên có người nói nàng là hồng nhan họa thủy, tạm thời coi như lời khen đi. Chỉ là ánh mắt ngụy lão đầu nhìn nàng giống như nàng là yêu cơ hỏa quốc, còn tiêu giác là hôn quân vong quốc. Chẳng lẽ khi chất đứng cuối bảng đã ăn sâu vào xương tùy nàng, dù thay đổi vỏ bọc, Ngụy Huyền Trương vẫn không thích nàng. Hôm nay chúng ta đến, còn có một chuyện muốn nhờ. Hòa Yến chuyển chủ đề, sợ nói thêm nữa, Ngụy Lão Đầu sẽ cầm trường côn đuổi người. Hoàng Tam Tài hỏi. Chuyện gì, muốn mượn bút mực của Hòa Như Phi trước đây lưu lại trong học quán? Tiêu Giáp nói. Nghe vậy, Ngụy Huyền Trương và Hoàng Tam Tài đều kinh ngạc nhìn hắn. Tiêu đô đốc mượn bút mực của Hòa Như Phi để làm gì? Hoàng Tam Tài hỏi. Là ta. Hòa Yến cười nói. Ta nghe nói Phi Hồng tướng quân là một đại tướng quân nổi danh như đô đốc, trong lòng ngưỡng mộ không thôi, lại nghe nói bọn họ từng là đồng môn, nên muốn đến xem dấu vết của Phi Hồng tướng quân. Hồ nháo, hoang đường. Ngụy Huyền Trương đập bàn một cái, mặt tái xanh, chỉ vào Hòa Yến nói ngươi sao có thể như thế như thế hòa yên đoán hắn muốn nói gì quan tâm nhắc nhở nay tần mai sở thay đổi thất thường ngươi ngụy huyền trương giận dữ quay sang tiêu giác tiêu hoài cẩn đây chính là thê tử ngươi chọn khóe miệng tiêu giác giật giật nói hồ ngôn loạn ngữ tiên sinh không cần để trong lòng xin hãy cho xem bút mực của hòa như phi trước hòa như phi là học sinh của hiền xương quán ngụy huyền trương phất tay áo nói lại là danh tướng của Đại Ngụy, bút mực của hắn sao có thể để người tùy tiện thưởng thức. Hoa Yến thầm nghĩ, không ngờ trong lòng Ngụy Huyền Trương, nàng lại quan trọng đến thế, trong lúc nhất thời rất cảm động, oán niệm với lão nhân này giảm đi không ít. Ta không phải lấy thân phận học sinh để yêu cầu, Tiêu Giác bình tĩnh nói, mà là lấy thân phận hữu quân đô đốc. Hoàng tam tài dùng mình một cái, biết rõ vị thiếu gia này khi ở Hiền Sương quán, tuy không gây chuyện thị phi, nhưng tuyệt không phải là người nhu thuận. Một lúc lâu, chỉ là lười biếng mà thôi. Bây giờ đã có quan chức mà nói chuyện, một hiền xương quán tạm thời không thể lỗ mãng trước mặt hữu quân đô đốc, liền kéo ngụy huyền trương, cười nói. Chuyện này, tiêu đô đốc muốn xem, lúc nào cũng được, bút mực của hòa tướng quân đều ở trong thư phòng, hai vị đi theo ta. Ngụy huyền trương giận dữ. Hoàng tam tài, quán trưởng. Hoàng tam tài xích lại gần bên cạnh hắn, thấp giọng nói đây chính là tiêu đô đốc, huống hồ bây giờ mỗi năm chúng ta chiêu sinh vào mùa xuân, nhiều người đến vì danh hào của tiêu đô đốc và hòa tướng quân. Nếu đắc tội với tiêu đô đốc, sau này hắn thả lời ra, người khác đều đi quốc tử giám, chúng ta hiền xương quán còn tuyển được nhân tài nào. Ngụy huyền trương không nói, hắn chỉ biết dạy học, không hiểu chính trị sinh ý, bình thường việc phạt đều do Hoàng Tam Tài xử lý. Giờ nghe Hoàng Tam Tài nói, hắn biết có lý, nhưng trên mặt vẫn không nhịn được, hừ một tiếng, phẩy tay áo bỏ đi. Ngụy tiên sinh chỉ là tính tình bảo thủ chút, thực ra không có ác ý. Hoàng tam tài vẫn không quên an ủi hòa yến. Hòa cô nương đừng để trong lòng, ta biết. Hòa yến cười tươi nói. Ta sẽ không để trong lòng, vậy là tốt rồi. Hoàng tam tài dẫn hai người vào tàng thư các của hiền xương quán, sau đó lui ra trước. Tàng thư các có ba tầng, tầng trên cùng bảo lưu những bút mực của các học sinh để lại. Những năm gần đây, nổi danh nhất ở hiền sương quán chính là hỏa yến và tiêu giác văn bức thư hỏa của họ được đặt trên cùng một kệ phía trên là của tiêu giác phía dưới là của hỏa yến hỏa yến rút ra một chồng bài thi tiện tay lấy một tờ chính là một môn nào đó trên giấy rõ ràng viết bính đầy giấy đều là sai hỏa yến nhìn thấy vô ý thức giấu bài thi sau lưng tiêu giác liếc nhìn nàng suy nói cũng không phải chưa thấy qua giấu cái gì mà giấu Hỏa Yến khóe miệng cong lên, suy nghĩ rồi nói. Ta thấy không công bằng. Tiêu giác rút ra một quyển sách, tùy ý mở ra. Cái gì không công bằng? Ngươi nghĩ xem. Hỏa Yến nghiêm túc trả lời. Khi ngươi biết ta, là lúc ta ở đáy cuộc đời, ta không biết gì, cũng không giỏi gì. Ngươi thấy, chính là lúc ta bếp bát nhất. Khi ta lên chiến trường, cái gì cũng biết, lúc lợi hại nhất, ngươi lại không thấy. Nhưng khi ta nhìn thấy ngươi, ngươi vẫn lợi hại như vậy. Hỏa Yến nói: "Chẳng lẽ ngươi không thấy điều này rất không công bằng sao?" Tiêu Giác bật cười, đang muốn nói, đột nhiên nhìn xuống lầu, thần sắc thay đổi. "Có người vào rồi, không phải đâu?" Hỏa Yến thấp giọng nói. "Hoàng Tiên Sinh không phải đã để chúng ta tự tìm sách, sao lại có học sinh khác vào? Những học sinh kia nhìn thấy chúng ta, chẳng phải lại náo nhiệt một phen?" Nhưng rất nhanh, nàng nhận ra không phải như vậy, vì tiếng bước chân lên lầu rõ ràng là của người biết công phu. Tiêu giác và hỏa yến liếc nhau, hai người nhanh chóng lách mình đến một giá sách khác. Nơi này khoảng cách giữa các giá sách quá hẹp, chỉ đủ cho một người đi qua, hai người đành phải đối mặt nhau, rất gần. Tiêu giác vóc dáng rất cao, hỏa yến khẽ ngẩng đầu, gần như đụng vào cầm hắn. Hai người nghe thấy hơi thở của nhau, tựa hồ có thể nghe được nhịp tim lẫn nhau, hỏa yến không khỏi đổ mồ hôi trong lòng bàn tay, cảm thấy khẩn trương không lý do. Nhưng cảm giác khẩn trương này chỉ trong chốc lát. Ánh mắt nàng liền dừng lại. Người từ dưới lầu lén lút đi lên, nhanh chóng lẻn đến giá sách chỗ họ vừa đứng, ngay sau đó, móc ra đá lửa, đốt lên giá sách của Hỏa Yến. Lửa bùng lên, Hỏa Yến và Tiêu Giác phi thân ra ngoài. Dừng tay. Chương 220: Phóng hỏa. Kẻ phóng hỏa không ngờ rằng hôm nay trong tàng thư các con người ở. Hắn bất ngờ không kịp phản ứng, muốn chạy thì đã bị Tiêu Giác chặn lại. Công phu của hắn không bằng Tiêu Giác chỉ sau một chiêu đã bị tiêu giác tháo rời cánh tay. Hỏa Yến ngay khi tiêu giác và người này giao thủ đã kịp cầm lấy một tấm thảm dài để dập lửa. May mắn là ngọn lửa không lớn, kẻ này có lẽ nghĩ rằng các cuộn giấy trong tàng thư các dễ cháy nên không dùng thuốc mỡ thoa tay. Nếu không, dù có cố gắng, hai người họ cũng chưa chắc dập tắt được lửa. Ngọn lửa đã được dập tắt kịp thời, chỉ đốt cháy một nửa quyển sách. Hỏa Yến lắc đầu với tiêu giác. May quá, không xảy ra chuyện lớn gì. Hai người nhìn kẻ nằm trên mặt đất, người này còn trẻ, mặc áo vải, trông giống như học sinh của hiền xương quán. Hắn bị tiêu giác khóa tay chân, tạm thời không thể động đậy. Hỏa Yến chú ý thấy trên tay hắn có dấu vết luyện võ, không khỏi cau mày nói. Không giống học sinh của hiền xương quán, có lẽ hắn giả mạo để lừa gạt vào đây. Học sinh bình thường, dù có học võ trong quán, cũng không có vết chai nặng như vậy, rõ ràng là người này đã luyện võ lâu năm. Tiêu giác nhìn xuống hắn, giọng lạnh lùng hỏi. Ai phái ngươi tới? Người kia chỉ nhìn chằm chằm vào tiêu giác, không nói lời nào. Chờ đã. Hỏa Yến cảm thấy có điều gì đó, tiến lên một bước, nắm chặt cầm hắn. Tiêu giác không kịp ngăn cản, và ngay sau đó, Hỏa Yến nói. Hắn không thể nói, là người câm. Kẻ kia bị nắm cầm và ép mở miệng, bên trong trống rỗng, chỉ còn một nửa lưỡi rất nguy hiểm. Tiêu giác kéo nàng ra xa. Đừng đến quá gần, họ tìm một người câm để trà trộn vào hiền xương quán, chỉ để phóng hỏa tàng thư các. Hỏa Yến không chú ý đến bản thân, nhìn tiêu giác. Có vẻ có người đang nghĩ giống chúng ta. Trong tàng thư các, dù có những bản sách quý hiếm, cũng không đến mức khiến người ta phải liều lĩnh. Huống chi kẻ đó không đến để ăn cắp mà để phóng hỏa, lại chính xác đốt đúng chỗ có bút tích của. Hòa như phi giống như hôm nay Hòa Yến và Tiêu Giác đến hiền xương quán để tìm bút tích của. Hòa như phi. Kẻ này nhìn cũng trột giả, không kịp đợi mà phải hủy thi diệt tích. Tiêu Giác hỏi. Ngươi định làm gì tiếp theo? Hòa Yến cúi đầu suy nghĩ một lúc, khi ngừng đầu lên, thần sắc đã trở nên nhẹ nhõm. Có người muốn lấy bản chép tay của Hòa Tướng Quân, chi bằng chúng ta giữ lấy trước. Còn về người này, trước tiên hãy thông báo cho Hoàng Tiên Sinh, xem ông ấy nói sao khi hoàng tam tài nhận được tin và đến nơi ông không thể tin vào mắt mình chỉ vừa mới cho tiêu giác và hỏa yến vào tàng thư các chưa đến một nén hương làm sao lại đột nhiên có người phóng hỏa hoàng tiên sinh tiêu giác chỉ vào kẻ trên mặt đất người này có phải là học sinh của học quán không hoàng tiên sinh cẩn thận nhìn kẻ phóng hỏa lắc đầu không không phải ta chưa từng thấy người này vậy được rồi tiêu giác gật đầu nhẹ kẻ này trà trộn vào học quán vừa mới phóng hỏa không thành, đã bị ta bắt gặp. Hoàng tiên sinh nhanh chóng xem xét giá sách vừa bốc cháy, thấy bài thi giải rác trên đất và quyển sách cháy dở, cùng mùi gỗ cháy trong tàng thư các, tất cả chứng minh rằng tiêu giác không nói sai. Vừa rồi thực sự có người ở đây phóng hỏa. Vì sao lại như vậy? Hoàng tam tài mơ hồ. Người này có thù hận gì với hiền xương quán của chúng ta, tại sao lại muốn phóng hỏa tàng thư các? May mà tàng thư các không phải là học quán, nhưng nếu tiêu giác và hỏa yến không ở đây thì ít người vào tàng thư các đến khi phát hiện cháy thì e rằng đã quá muộn nghĩ đến đây hoàng tam tài không khỏi lo sợ người này là người câm hỏa yến cười nói hắn không thể nói tiêu giác lạnh lùng nói có lẽ hắn có liên quan đến người ô thác ô người ô thác hoàng tam tài giật mình người ô thác sao lại xuất hiện ở sóc kinh tiêu giác bình tĩnh nói việc này cơ mật mong hoàng tiên sinh giữ kín giúp ta nếu là âm mưu của người ô thác chúng ta có thể tương kế tựu kế xin hoàng tiên sinh tạm thời thông báo ra ngoài rằng tàng thư các bị cháy thiêu hủy một số sách nhưng may mà cứu hỏa kịp thời không gây thiệt hại lớn tuy nhiên bản chép tay của phi hồng tướng quân đã bị hủy toàn bộ không còn sót lại việc này hoàng tam tài vẫn rất bối rối việc này liên quan đến quốc gia tiêu giác ánh mắt sắc bén như điện mong tiên sinh nghĩ đến đại cục hoàng tam tài run rẩy Tất nhiên, nhưng bản chép tay của Hòa tướng quân, ta và hắn là đồng môn, chỉ là chút bút mực bình thường, ta sẽ mang về tiêu gia để đảm bảo, sau này khi tìm ra kẻ đứng sau, ta sẽ trả lại nguyên vẹn. Hoàng Tam Tài cảm nhận được điều gì đó, nhìn về phía nam nhân trẻ tuổi trước mặt. Thiếu niên này, vốn luôn lười biếng và lạnh nhạt, giờ đã lột xác, như thanh kiếm sắc bén rút khỏi vỏ, hoàn toàn khác biệt với quá khứ. Ông cung kính cúi đầu, nói nhỏ: toàn quyền do tiêu đô đốc quyết định, còn về kẻ này. Để ta giải quyết, Hoàng Tiên Sinh chỉ cần thông báo rằng có người bị thiêu chết trong đám cháy là được. Hoàng Tam Tài gật đầu đồng ý. Sau khi dặn dò Hoàng Tam Tài xong, một lát sau, xích ô theo vào, mang kẻ phóng hỏa câm niếp đi và thuận tiện mang theo một bao bản chép tay của. Hòa như phi. Hòa Yến cùng tiêu giác mới ra ngoài, vừa đi vừa nói. Tiêu giác, chuyện vừa rồi, có ổn không? Hoàng Tam Tài không phải người của tiêu gia, không biết liệu ông có thể giữ kín bí mật bao nhiêu. Hòa Như Phi cũng không phải người ngu ngốc, bỗng nhiên phái người ra đi không về, dù Hoàng Tam Tài thông báo tàng thư các cháy, Hòa Như Phi chưa chắc đã tin. Không sao, việc này để ta lo. Tiêu giác trả lời. Hòa Yến suy nghĩ. Ta nghĩ, hứa chi hằng vẫn đang tìm tung tích của tần ma ma khắp nơi, cần đảm bảo họ an toàn. Tiêu giác cười nhạt. Yên tâm đi, người của hứa ra không dám động đến tiêu ra. Hỏa Yến thoáng yên tâm một chút, nhưng hôm nay đến hiền xương quán để nhớ lại kỷ niệm cũ, lại bị xáo trộn bởi sự việc đột ngột này. Cảm thấy gánh nặng, vừa cùng tiêu giác đến cửa, đột nhiên nghe có người gọi. Hoa cô nương. Hoa Yến ngẩng đầu nhìn, thấy cách đó không xa có một nam tử mặc trường bào màu tràm, vẻ ngoài ôn hòa, chính là sở chiêu. Hắn cũng thấy Hoa Yến bên cạnh tiêu giác, ánh mắt thoáng chốc ngưng lại, nhưng sau đó lại nở nụ cười như thường, tiến lên chào. Tiêu đô đốc, hòa cô nương, sở tứ công tử, sao lại ở đây? Hỏa Yến cười hỏi, từ sau buổi tiệc tứ hôn của văn tuyên đế, nàng chưa từng gặp lại sở chiêu, chỉ biết từ gia và sở gia đang lo liệu hôn sự cho hắn và từ phinh đình. So với gia thế của Hỏa Yến, hôn sự giữa sở chiêu và từ phinh đình có vẻ môn đăng hộ đối hơn. Mặc dù, Hỏa Yến không nghĩ rằng sở chiêu thật sự thích vị hôn thê từ phinh đình này ra ngoài làm chút việc sở chiêu trả lời bằng giọng ấm áp hỏa yến chú ý hôm nay có một tiểu tỳ lạ mặt đi cùng hắn dung mạo bình thường không phải là ứng hương không khỏi nhìn kỹ hơn tiểu tỳ đó cũng không sợ thẳng thắn nhìn lại ánh mắt có vẻ xem kỹ hỏa yến suy nghĩ một lát liền hiểu ra có lẽ là do từ phinh đình tiểu thư thấy ứng hương bên cạnh sở chiêu quá đẹp nên không yên tâm liền đổi một nha đầu khác để giám sát suy cho cùng sở chiêu có cha ruột phong lưu bản thân hắn lại đẹp trai, khó tránh khỏi khiến người khác lo lắng. Chỉ là như vậy, sở chiêu cũng có chút đáng thương. Thân làm nam tử, mà ngay cả nha hoàn bên cạnh mình cũng không thể quyết đoán, bây giờ chỉ mới bắt đầu, sau này thành thân, từ phinh đình tiểu thư sẽ ngày càng tệ hơn. Tiểu tỷ đó nhìn hỏa yến với ánh mắt phòng bị, như thể sở chiêu là miếng thịt béo, còn tất cả nữ tử trên đường đều là cho đói, chầm chầm nhìn trực ăn. Hỏa Yến không muốn rước họa vào thân, càng không muốn bị làm bia ngắm liền nói ta và tiêu giác còn có việc xin phép đi trước sở chiêu nghe thấy tiêu giác thoáng sững sờ ánh mắt lướt qua hai người sau đó cười nói vậy hẹn ngày khác gặp lại hỏa yến gật đầu kéo tiêu giác vội vàng đi ra nhưng sở chiêu sau khi hai người họ đi nhìn về phía cổng lớn hiền sương quán trong mắt lóe lên một tia suy nghĩ sâu xa nha hoàn bên cạnh thúc giục tứ công tử thời gian không còn sớm, hãy đi tiệm tơ lụa chọn chất vải đi. Tiểu thư nói, những việc liên quan đến lễ mừng đều muốn tứ công tử tự mình xem qua. Nam tử trẻ tuổi che giấu nét âm u trong mắt, mỉm cười nói. Được. Trước cửa hứa ra, gã sai vặt phúc vượng cầm cái chổi đang lơ đánh quét rác. Mỗi buổi trưa đều như vậy, thực ra không phải chỉ một ngày hai ngày. Người thần bí hào phóng kia, từ lần trước tiết lộ tung tích của tần ma ma, đến nay chưa từng xuất hiện lại. Phúc Vượng cảm thấy rất thất vọng, trước đây hắn nghĩ sẽ kiếm một món lớn từ người này rồi rời đi, không ngờ người này biến mất. Hắn hối hận vì đã tiết lộ tung tích của Tần Mama quá sớm, có lẽ kéo dài thời gian thêm chút nữa, còn có thể ép thêm ít bạc từ người này. Khi đã quen với việc kiếm tiền dễ dàng, nhìn lại tiền tháng, Phúc Vượng cảm thấy không hài lòng. Hắn đang quét, đột nhiên thấy một đồng tiền lăn qua trước mặt, Phúc Vượng vô thức đi theo, muốn nhặt lên. Đi vài bước, đột nhiên đồng tiền bị một chiếc giày dẫm lên. Hắn giật mình, ngẩng đầu nhìn thấy một nam tử cao lớn đội mũ rộng vành đứng trước mặt, thấp giọng nói. Ngươi là Phúc Vợ. Phúc Vượng giật mình, lắp bắp trả lời. Chính, chính là ta. Đầu đường góc rẽ quán trà, gặp ở chỗ cũ. Đối phương nói xong, liền nhấc chân, quay người rời đi. Phúc Vượng sướng sờ nhìn đồng tiền bị dẫm bẩn, cúi xuống nhặt lên, lau sạch vết bẩn, nhét vào tay áo, tim đập nhanh. Khi người đồng nghiệp trở về từ nhà xí, Phúc Vượng lấy cớ tiêu chảy, trốn đi và đến quán trà nơi ngày xưa hẹn gặp người thần bí. Vẫn trong gian phòng trà cũ, nam tử kia đã ngồi sẵn. Phúc Vượng bước vào, lòng đầy nghi hoặc. Người này mặc đồ giống hệt người trước kia, nhưng rõ ràng không phải, dáng người cao lớn hơn nhiều. Công tử là người tìm ngươi lần trước không thể đến được, từ nay về sau giao dịch với ngươi sẽ là ta. Phi Nô nói bằng giọng khan khan tiêu giác muốn hắn đến hứa ra một chuyến, để cùng phúc vượng gã sai vật này làm một vụ giao dịch, đồng thời tách hỏa yến ra khỏi sự việc, tránh để lại nhược điểm. Phúc vượng ngơ ngác một chút, cẩn thận hỏi. Xin hỏi, vị công tử trước kia, chết rồi. Đối phương lạnh lùng nói. Vì vậy, không nên hỏi không cần hỏi, không nên nhìn cũng không cần nhìn. Những lời lạnh lùng này làm Phúc Vượng giật mình, dù tham tiền nhưng hắn cũng biết quý mạng, nghe nói vị công tử thần bí kia đã chết, không khỏi suy nghĩ ngàn vạn dù sao cho đến giờ hắn cũng không biết người đó là ai và tại sao lại muốn hắn đi nghe ngóng tung tích của tần mama vậy công tử tìm ta có chuyện gì phúc vượng dò hỏi ta muốn ngươi tìm tất cả những vật cũ của hứa đại nái nái khi còn sống tại hứa gia cùng với những người liên quan đến hứa đại nái nái cũng phải tìm tung tích của họ nam nhân nói ngắn gọn nhưng rõ ràng trước đây là tìm người và việc liên quan đến hạ di nương bây giờ lại là hứa đại nãi nãi vì sao vậy ta phúc vượng chưa kịp nói chỉ thấy người trước mắt lấy ra một cái hộp đặt lên bàn mở hộp ra bên trong xếp gọn mấy chục thỏi bạc trắng phúc vượng nhìn trợn mắt người này hào phóng hơn nhiều so với người trước vị trước kia cho bạc từng thỏi không bao giờ hào phóng như thế trong chốc lát phúc vượng quên hết sợ hãi trong lòng và mắt đều tràn đầy bạc sao rồi phi nô hỏi dễ thôi, dễ thôi. phúc vượng ôm lấy hộp trước ngực mừng rỡ nói. dù phải lên núi đao xuống biển lửa, ta cũng sẽ làm tốt việc này cho công tử. việc này không đơn giản. phi nô hạ giọng. nhà đại gia của ngươi chắc chắn sẽ chú ý đến hành động của ngươi. không sao, quý phủ cũng có những nơi thư giãn. chỉ là đài nái nái đã qua đời lâu, phần lớn vật cũ đều chôn cùng di thể, không biết còn lại gì không. phúc vượng có lẽ bị bạc trước mắt làm choáng váng vắt óc suy nghĩ một hồi, rồi nói. Nhưng đại gia rất tình cảm với đại nái nái, viên tử của đại nái nái vẫn duy trì như trước, có lẽ trong đó còn có một hai vật cũ. Chỉ là viên tử có người canh chừng, không dễ vào, nhưng... Hắn cười nói. Ta sẽ tìm cách, hẳn là có thể vào. Người này quả thật thấy tiền sáng mắt, có lẽ trước đây hỏa yến đã khơi gợi lòng tham trong hắn, giờ không thể vãn hồi, nhưng lại giúp Phi Nô rất nhiều. Phi Nô nhìn Phúc Vượng, dường như hài lòng nói rất tốt số bạc này chỉ là tiền đặt cọc nếu ngươi làm tốt việc ta giao gia chủ của chúng ta sẽ không bạc đãi ngươi xin hỏi phúc vượng đánh bạo hỏi chủ nhân của công tử là lần này người đối diện không thần bí như người trước chỉ kêu căng nghỉnh đầu nói phi hồng tướng quân hòa như phi công tử được bẻ hạ phong hòa tướng quân phúc vượng kinh ngạc nói hòa tướng quân vì sao lại hắn không nói tiếp nhớ lại lời người này nói không nên hỏi không cần hỏi liền cười nói đá gió ta nhất định sẽ làm tốt việc cho hòa tướng quân sau khi xong việc phúc vượng trở về hứa ra tránh để người khác nghi ngờ vì đi quá lâu phi nô mồi trong phòng trà uống hết trà trước mặt rồi cũng đứng dậy rời đi tại phủ thái tử hôm nay có tiệc nhạc múa hát thái tử nhiễm duyên tâm trạng rất tốt nửa nằm trên giường mềm nhìn thị nữ khiêu vũ bên cạnh hắn từ kính phủ ngồi tướng gia hôm nay sao lại có thời gian đến nơi này của bản cung nhiễm duyên cười nói việc hôn nhân của tử lan và Phinh đình gần tới từ phủ chắc rất bận rộn từ kính phủ mỉm cười trả lời trong phủ đã có phu nhân lo liệu hôm nay tới gặp điện hạ là vì chuyện của sứ giả ô thác nhiễm duyên ngừng uống rượu nhìn về phía từ kính phủ a à, tướng gia có cao kiến gì không đến nửa tháng nữa sứ giả ô thác sẽ đến kinh thành từ tính phủ nói. Trong triều hiện tại có nhiều người chủ chiến, thuyết phục bệ hạ cũng không khó. Chỉ là chuyện lập các trận, còn mời điện hạ suy nghĩ lại. Từ tướng ý gì đây? Nhiễm duyên không để ý hỏi. Lúc trước hợp tác với người ô thác là ý của ngươi. Đã là người ô thác đưa ra mở các trận, tại sao đến lúc này từ tướng lại đổi ý? Từ tính phủ không tức giận với thái độ của thái tử, chỉ mỉm cười nói. Không phải thay đổi chủ ý, chỉ là bây giờ tiêu hoài cần đã thắng trận, quyền chủ động nằm ở đại ngụy. Không cần phải tùy tiện ứng phó với người ô thác, một khi lập các trận, sẽ khó đàm phán điều kiện với họ. Chẳng bằng hiện tại nâng cao giá, nếu không, chẳng phải là người ô thác muốn gì cũng được sao. Trên mặt thái tử thoáng hiện chút không vui, nhưng nhanh chóng che giấu. Từ tướng nói có lý, nhưng từ tướng phải hiểu rằng, người cùng bản cung, cùng người ô thác đã có hướng, chuyện này một khi lộ ra, há còn gì về sau người ô thác nắm nhược điểm, nếu không cho họ quyền lợi lập các trận ở đại ngụy, họ sẽ không từ bỏ ý đồ. Nếu họ gây khó dễ sau lưng, làm trễ nải đại nghiệp của bản cung thì sao? Trong phòng, các nữ linh đánh đàn đã rời đi từ lúc nào? Từ kính phủ im lặng một lúc, chắp tay nói với thái tử. Điện hà cao kiến. Nhiễm duyên mỉm cười, lúc này, từ bên ngoài, một cô gái xinh đẹp mặc váy lụa phù dung đi tới, tay cầm một bình bạc nhỏ, tiến đến trước thái tử quỳ xuống dâng rượu. Thái tử uống cạn rượu trước mặt nàng, thuận tay kéo nàng vào lòng, nữ tử ngẩng đầu, lộ ra gương mặt xinh đẹp. Từ kính phủ lúc này mới nhận ra, nàng chính là ứng hương mà sở chiêu đã đưa cho thái tử vài ngày trước. Ứng hương thấy từ kính phủ, cũng nở nụ cười xinh đẹp. Ứng hương chào tướng ra, tử lan đưa tới nhà đầu này, quả thật thông minh lanh lợi. Nhiễm duyên hài lòng nắm khuôn mặt mỹ nhân. Rất được lòng bản cung, rất tốt ứng hương dịu dàng nói. Điện hạ quá khen, nô tỳ không dám. Nụ cười của từ kính phủ thoáng ngưng lại. Trước đây, từ kính phủ luôn ấn tượng về ứng hương, dù xinh đẹp nhưng tính cách nhút nhát, yên tĩnh, chưa bao giờ gây chuyện như một tỷ nữ bình thường. Nhưng bây giờ, khi thấy ứng hương cười duyên dáng, tựa sát bên thái tử, từ kính phủ trong lòng sinh ra một chút bất an. Trong phủ thái tử không thiếu mỹ nhân, càng không thiếu người thông minh, cuộc đấu tranh trong hậu trạch không thể so với quyền mưu trên triều đình. Từ phinh đình đưa ứng hương vào phủ thái tử, không có ý định để nàng sống sót. Nhưng nhiều ngày trôi qua, ứng hương vẫn sống tốt, còn chiếm được sự sủng ái của thái tử, điều này không phải chỉ dựa vào nhan sắc mà có thể làm được. Mỹ nhân hồn nhiên, ánh mắt thanh tịnh, như không hiểu nhân gian đủ loại dơ bẩn, giữa đám mỹ nhân, như giọt sương buổi sáng, mang theo sự yếu ớt thuần khiết. Ngay cả thái tử nhiễm duyên, người không chân quý mỹ nhân, nhìn vào mắt nàng cũng thêm vài phần thương tiếc. Từ kính phủ ngồi một lát, rồi đứng dậy cáo từ. Sau khi ông đi, nhiễm duyên mới ra lệnh cho hạ nhân dọn dẹp bát đũa chén của từ kính phủ. Một lão gia hỏa, chỉ là một thừa tướng, lại tự cho mình là đại nhân vật, muốn nhúng tay vào cả việc của bản cung. Thái tử nhiễm duyên ánh mắt âm lệ, sau khi từ kính phủ rời đi, toàn bộ biểu hiện ra. Ta thấy tay hắn không khỏi rũi quá dài ứng hương tựa sát nhiễm duyên, tay nhỏ nhẹ nhàng vuốt ngực hắn, ôn nhu an ủi. Điện hạ không cần quá tức giận, thiên hạ này tương lai cũng là của điện hạ, điện hạ nói gì chính là cái đó, cần gì phải nghe người khác. Lời này làm nhiễm duyên rất hài lòng, hắn hôn lên mặt nàng một cái. Ngươi nhà đầu này, thật biết nói chuyện, cẩn thận từ tướng nghe được sẽ tìm làm phiền ngươi. Dù tướng ra muốn tìm nô tỳ Tì phiền phức, nhưng nô tỳ là người của điện hạ, điện hạ nhất định sẽ bảo vệ nô tỳ, phải không? Ứng hương dịu dàng nói. Làm nô tỳ của Điện Hạ cũng tốt hơn phần lớn người trong thiên hạ. Lại nói, để nô tỳ nói cho Điện Hạ một bí mật. Nàng xích lại gần nhiễm duyên, vẻ mặt đáng yêu vô cùng. Tiểu tỳ này không như các mỹ nhân khác, hoặc thổi phồng hắn, hoặc e ngại hắn, nhiễm duyên cực kỳ ưa thích, liền hỏi. Bí mật gì, nô tỳ cũng không thích từ tướng. Ứng hương vẻ mặt đau khổ nói. Từ tướng quy củ quá nhiều, lão luôn có chủ trương riêng, thật sợ có một ngày tư tướng sẽ muốn quản cả việc của điện hạ để điện hạ đưa nô tỷ đi coi như quá tệ phần này đến đây là hết nếu các bạn yêu thích kênh hãy nhấn theo dõi nhé cảm ơn các bạn